lưu ý trước khi xem chuyện đây là video dựa vào chuyện chữ cho nên phần âm thanh sẽ không trùng khớp với phần hình ảnh mọi người chỉ nên tập trung vào phần nội dung hấp dẫn của chuyện thôi nhé chúc mọi người xem chuyện vui vẻ trời đất đột nhiên tối sầm lại thậm chí vầng mặt trời dường như cũng run rẩy sợ hãi trốn sau những tầng mây ma khí vô tận cuộn trào trên không trung cả trời đất dường như dung chuyển dưới đạo ma ảnh khổng lồ đó trên mặt biển không thấy bóng dáng con cá nào nữa thậm chí đến gió biển cũng tĩnh lặng trận chiến ác liệt đang diễn ra trên đảo vào khoảnh khắc này cũng đông cứng lại một cách quỷ dị vô số ánh mắt kinh hãi ngẩng lên nhìn đạo ma ảnh kia một cảm giác sợ hãi không thể hình dung trò dâng khiến sắc mặt ai cũng trắng bệch ma ảnh ấy dường như là chúa tể của thế giới khác nó đến với một tư thái ngang ngược không một ai trên thế gian này có thể chống lại dị ma hoàng lâm động cũng chấn động nhìn ma ảnh ấy lẽ nào đây là dị ma trong truyền thuyết mà chỉ có phù tổ mới đối phó được đây chỉ là hư ảnh của dị ma hoàng mà thôi dị ma hoàng năm đó bị chủ nhân của ta đánh ra khỏi khe hở vị diện phong ấn lại cùng với khe hở tên dị ma vương này sao triệu hoán được bên trong đạo phủ ấn đầu lâu kia chỉ có một sợi tóc của dị ma hoàng lúc này nham lên tiếng hư ảnh của dị ma vương lâm động khựng người rồi hít vào một hơi khí lạnh chỉ một sợi tóc đã có khí thế như vậy nếu là chân thân của dị ma hoàng thì sẽ khủng bố đến mức nào khạc khạc lâm động bây giờ là giờ chết của ngươi rồi bên dưới hư ảnh của dị ma hoàng thất vương điện ánh mắt đầy hung hăng nhìn lâm động cười rồi thủ ấn bỗng thay đổi uỳnh ngay lúc ấy chỉ thấy đạo hư ảnh dị ma hoàng chậm chậm giơ tay lên rồi khẽ đập xuống lâm động ma thủ đánh xuống không hề có bất cứ dao động kinh người nào, nhưng Lâm Động lại có cảm giác nguy hiểm đến cực điểm. Hắn định tránh đi nhưng kinh hãi nhận ra không gian xung quanh như đã bị cầm cố, không thể động đậy được gì. Đáng chết, Lâm Động thầm chửi, đôi mắt vốn đen thẳm đột nhiên lóe ngân sắc, ngân quang bùng nổ, không gian lực được thi triển đến cực hạn. Phù, ma thủ đánh xuống, đi đến đâu nguyên lực ở đó biến thành hư vô, rồi trước ảnh mắt hung hăng của Thất Vương Điện, ma thủ đánh lên người Lâm Động. Ma thủ lướt qua, chỗ Lâm Động đứng lúc này không một bóng người, vô số cường giả sắc mặt biến đổi, lẽ nào Lâm Động cũng đã tan thành hư vô? Không gian tổ phù sao? cũng khá phiền phức. Thất Vương Điện thấy vậy cho mày, rồi nhìn về phía xa, ở đó không gian méo mó, lâm động hiện ra, nhưng hắn lúc này chán cũng đổ mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi chậm một khắc thôi e là bị đánh trúng rồi. Tuy bị đánh trúng cũng không đến nỗi mất mạng nhưng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Lần này sẽ không cho người thoát đâu. Thất Vương Điện cười lạnh, thủ ấn biến hóa, chỉ thấy hư ảnh ma hoàng lại đưa tay lên, bàn tay hắc ám như che khuất cả bầu trời đánh xuống lâm động. Gào, ánh mắt lâm động lóe hung quang rồi gầm lên, tiếng long ngâm vang vọng, vô số đạo tử kim long cuộn trào. Tử kim long không ngừng ngưng tụ, rõ ràng lâm động cũng đã thúc động nguyên lực lên đến mức cao nhất chớp mắt đã có tới một vạn năm nghìn con tử kim long một vạn năm nghìn con tử kim long quấn quanh người lâm động khi thế vô cùng kinh người uỳnh sắc mặt lâm động lạnh băng tử kim long thương trong tay bay vút đi một vạn năm nghìn con tử kim long bay theo sau xông thẳng về phía hư ảnh ma hoàng ha ha trước mặt hoàng ngươi vẫn còn dám phản kháng không biết lượng sức Tất vương điện thấy thế cười lớn lúc ấy ma thủ của hư ảnh đã chạm tới hơn một vạn con tử kim long nhưng không hề có bất cứ âm thanh lớn nào nổ ra ma thủ khổng lồ ngừng một chút rồi mọi người nhìn thấy hàng vạn con tử kim long biến thành hư vô hư ảnh ma hoàng khủng bố đến mức đó đấy trên đảo ở chiến tuyến của cổ gia cổ mộng kỳ và cổ yên thấy thế gương mặt lộ vẻ kinh hãi tay nắm chặt lại nhìn về thân ảnh gầy gò kia lâm động thấy công kích đó cũng không có hiệu quả thì thần sắc trở nên nặng nề hắn hít sâu một hơi đưa bàn tay ra lôi quang lập tức bùng nổ lôi quang cuồn cuộn cây cung lôi đình đầy sức mạnh hiện ra lâm động kéo một cái một mũi hát tiễn dần ngương tụ Thất Vương Điện thấy cuối cùng Lâm Động dùng đến lôi cung hắc tiễn đã từng đả thương hắn, đồng tử co lại, rồi hắn cười khẩy, hắn không tin Lâm Động có thể công phá hư ảnh ma hoàng. Bản điện sẽ cho ngươi biết thế nào là sợ hãi và tuyệt vọng thực sự. Thất Vương Điện hàm hè nhìn Lâm Động. Lâm Động không bận tâm đến ánh mắt ấy, cung đã dương lên thành hình mãn nguyệt, mũi hắc tiễn khẽ rung lên rồi ánh sáng hỗn độn trào dâng từ nơi thần bí phủ quanh mũi hắc tiễn. Nguyên lực hùng hồn quanh người hắn đột nhiên biến mất, hắn lúc này tựa như một người bình thường vậy. Vẻ ngoài tuy rất bình thường như mọi người trên đảo đều mơ hồ cảm nhận được cơn sóng dữ dội đằng sau sự tĩnh lặng ấy thứ sức mạnh ấy chắc chắn khiến cả trời đất phải rung chuyển tất cả mọi người nắm chặt tay ai cũng cảm nhận được sự lợi hại của công thế này nhưng như thế liệu có đối phó được hư ảnh của ma hoàng không nếu lâm động thất bại thì sĩ khí của vô số cường giả trên đảo sẽ giảm sút khó lòng chống cự được công thế của dị ma và như thế ở đây thực sự sẽ máu chảy thành sông vù lâm động thở ra một làn hơi trắng tinh quang chói lòa lóe lên trong mắt tay đang giữ dây cung bỗng thả ra vút hắc tiễn bay đi vẫn không hề có chút dao động năng lượng nào nhưng tốc độ nhanh không thể hình dung nổi mọi người chỉ thấy một đạo hắc quang lướt qua rồi thấy mũi hắc tiễn đó đã bắn lên ma thủ của hắc ảnh ma hoàng không gian dường như đông cứng ngay lúc ấy hắc tiễn và ma thủ gặp nhau nhưng lần này ma thủ không chiếm ưu thế áp đảo như lần trước nữa mũi hắc tiễn dường như mang một luồng sức mạnh vô hình chống cự lại sức mạnh của ma thủ không hề có tiếng nổ nào cũng không có sóng xung kích đáng sợ nhưng ai cũng cảm nhận được sự khủng bố của sự đối đầu ấy tất vương điện cũng nhìn chăm chăm vào cuộc diện đó hắn nghiến răng mắt lóe lên sự hung hăng tay đấm mạnh lên ngực một ngụm máu đen đặc quánh phun ra bay vào trong hư ảnh ma hoàng sau khi tinh huyết bay vào chỉ thấy hư ảnh ma hoàng dường như trở nên rõ ràng hơn ánh mắt mơ hồ có hồng quang xuất hiện phá à, thất vương điện quát lên uỳnh sau tiếng quát đó ma thủ đột nhiên nắm lại mũi hắc tiễn xuất hiện vết dạn cuối cùng nổ tung ngay lúc ấy sắc mặt của vô số người bên dưới trở nên trắng bệch lẽ nào vẫn thua sao phụt hắc tiễn tiêu hủy lâm động phụt máu tươi thân thể loạn trọn lùi sau mấy chục bước rõ ràng cũng đã bị thọ thương ha ha thất vương điện cười lớn mái tóc dài xõa ra nhìn rất đáng sợ hắn nhìn lâm động cười hung hăng công thế mạnh nhất của ngươi cũng thất bại rồi Ngươi làm được gì nữa đây? Thế như Lâm Động chỉ bình tĩnh quệt máu nơi khóe miệng, ngẩng lên nhìn Thất Vương điện cười. Sức mạnh vậy vẫn chưa đủ sao? Dứt tiếng cười, hắn lại chậm chậm kéo dây cung, máu tươi chảy ra. Cuối cùng hắc quang ngưng tụ, màu của mũi hắc tiễn này tối hơn trước. Vẫn chưa nản lòng sao? Xem ra ngươi cũng không còn chiều nào nữa nhỉ? Thất Vương điện thấy Lâm Động lại kéo cung, cười chế giễu. Lâm Động mặc kệ hắn, hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm sâu vào nơi sâu nhất trong trái tim, thứ cảm ứng đó hắn phải cảm nhận rõ hơn. Sức mạnh thần bí đó vẫn chưa đủ. Sức mạnh đó hãy ra đi dường như trong đầu lâm động có một giọng nói trầm thấp vang lên ý thức của hắn lúc này lặng lẽ phiêu đãng trong không gian thái thượng cảm ứng quyết rốt cuộc là ở đâu ý thức phiêu giật bất trí bất giác ý thức của lâm động trở nên mơ hồ nhưng trong khi ấy trong tim hắn lại rõ ràng như tấm gương một thứ cảm ngộ dần lan tỏa ý thức đột nhiên rơi vào hỗn độn thứ cảm giác đó giống như thai nhi nằm trong cơ thể mẹ khiến người ta chìm đắm không muốn tỉnh lại có điều ước muốn mãnh liệt từ cơ thể lại khiến ý thức thoát khỏi sự chìm đắm đó rồi dường như có một giọng nói vọng ra từ trong ý thức của hắn cuối cùng chui vào hỗn độn đưa sức mạnh của ngươi cho ta trong sự hỗn độn dường như có tiếng sấm trầm đục vang lên ý thức lâm động nhanh chóng tan đi hai mắt đột nhiên mở ra từ sâu trong đôi mắt lóe lên ánh sáng hỗn độn dường như có chùm sáng hỗn độn vô số người nhìn thấy được bắn lên mũi hắc tiễn khiến mũi hắc tiễn trở thành hỗn độn tiễn khóe miệng lâm động dần nhớn lên hắn nhìn thất vương điện cười rồi thả tay ra hỗn độn tiễn đem theo sức mạnh thần bí bay qua không gian trước mắt mọi người đang nín thở quan sát một đạo hỗn độn quang bay qua bầu trời tia sáng lúc này giống như khi thế giới vừa được sinh ra mang vẻ thần bí đến cực điểm khi mũi trường tiễn được hỗn độn quang bọc quanh lao vút ra đồng tử thất vương điện thu nhỏ lại ngay sau đó ánh mắt cũng tràn lên sự dữ dằn ngươi đi chết đi chỉ thấy hắn chắp hai tay lại vẽ ra vô số đạo ấn pháp quỷ dị quát lên diệt thế chi thủ trong đôi mắt mơ hồ của ma ảnh hồng quang dần ngưng tụ ma thủ của ma hoàng dường như trở nên thực chất hơn trong bàn tay trò dâng ma khí tà ác đến cực điểm thứ ma khí đó dù là cường giả luân hồi cảnh chạm phải cũng sẽ mất mạng xoẹt ma hoàng đưa tay ra trước vô số ánh mắt căng thẳng đến nín thở đánh mạnh lên mũi trường tiễn không hề có gì nổi bật kia một âm thanh u u quỷ dị vang lên gợn sóng năng lượng không ngừng lan tỏa cuối cùng bao phủ cả bầu trời trong phạm vi hàng vạn trượng ở trung tâm ma thủ và trường tiễn vẫn ở thế rằng co có điều mũi trường tiễn không hề lay động thậm chí thân tiễn cũng không hề rung động chút nào vào thất vương điện thấy thế ánh mắt càng thêm hung hăng gầm lên một tiếng hung quang lóe lên một cánh tay đột nhiên xuất hiện có vô số đường vân hiện ra máu tươi đen ngòm không ngừng thấm ra từ đó rồi nhanh chóng lan ra cả cánh tay khạc khạc chơi với bản điện không sợ chơi đến chết sao mặt thất vương điện biến dạng hắn cười nham hiểm cánh tay đầy đường vân kia đột nhiên nổ tung máu đen cùng với một số viên kết tinh bay ra cuối cùng chui vào ma thủ sau khi máu tươi chui vào ma thủ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều thậm chí trên bàn tay cũng xuất hiện phù văn quỷ dị vô số cường giả dưới đảo nhìn thấy thế sắc mặt đều tái trắng thất vương điện vì muốn giết lâm động mà tự bảo cả một cánh tay lần này mũi trường tiễn ngưng tụ năng lượng mạnh nhất của lâm động lẽ nào lại sẽ bị phá tan mấy người cổ mộng kỳ siết chặt tay ánh mắt đầy căng thẳng và lo lắng nếu lâm động thất bại thì sĩ khí sẽ giảm thảm hại lâm động cố lên cố yên nắm chặt tay lẩm nhẩm đứng trước ma thủ của ma hoàng trường tiễn khẽ rung lên thế nhưng sắc mặt của lâm động lại dần trở nên bình tĩnh hắn hít sâu một hơi khẽ nói thái thượng phá ma uỳnh lúc này hỗn độn trường tiễn rung mạnh hỗn độn quang bùng phát trước thứ ánh sáng đó ma thủ đã bị chặn đứng ma thủ bị chặn lại sắc mặt thất vương điện cũng thay đổi nhìn mũi hỗn độn tiễn vững như núi sự bất an bỗng trào dâng mũi trường tiễn này dường như không giống trước trong lúc ấy mũi trường tiễn đột nhiên phát ra âm thanh trong trẻo rồi hỗn độn quang thu hết về trong mũi tên ầm ầm lúc này mũi tên trở nên lóng lánh tỏa ra một thứ năng lượng thần bí mà cổ xưa trái ngược hẳn với năng lượng tà ác của ma thủ đuôi mũi tên không ngừng rung lên rồi đầu mũi tên dường như hiện lên một tia dị quang rồi bắn đi phập ánh sáng cuộn trào ma thủ đột nhiên bùng phát ma khí định chặn trường tiễn lại nhưng trường tiễn lúc này như được thần linh trợ giúp hỗn độn quang xé tan ma khí đặc quánh gần như thực chất trước bao ánh mắt chấn kinh xuyên qua ma thủ của ma hoàng rồi thuận theo cánh tay của hắn thế như trẻ tre bay vút đi xuyên tiếp qua chán hắn vút trường tiễn xuyên qua chán ma hoàng cuối cùng bắn lên chín tầng mây, ánh sáng giống như con cự long tỏa ra thứ ngạo ý không gì sánh được. Bùm bùm bùm. Từ bên trong hư ảnh ma hoàng vọng ra những tiếng nổ trầm thập, rồi thân thể khổng lồ của hắn nổ tung trước bao ánh mắt kinh hãi của dị ma. Thất Vương Điện sững sờ nhìn hư ảnh ma hoàng nổ tung, phù ấn đầu lâu trong tay cũng vỡ tan biến thành cát bụi. Phụt, thất Vương Điện phụt máu, hắn không thể tin nổi, hư ảnh ma hoàng đã bị Lâm Động phá hủy sao? Sao có thể như vậy? Thân thể hắn run lên, ánh mắt có chút kinh hãi nhìn Lâm Động với cây lôi cung trong tay, sắc mặt có phần tái nhợt cảnh tượng này rõ ràng đã vượt khỏi dự liệu của hắn vô số cường giả trên đảo thấy vậy đầu tiên giữ người rồi hoan hô vang trời sau khi hư ảnh ma hoàng bị phá hủy thứ áp lực đáng sợ cũng biến mất sĩ khí của mọi người lập tức tăng vọt cổ mộng kỳ và cổ yên nhìn nhau đều nhận ra sự vui mừng trong mắt đôi phương lâm động nghe thấy tiếng hoan hô của mọi người lôi cung dần tan đi cũng may giờ hắn đã là luân hồi cảnh nếu không sự tiêu hao quá lớn như vậy dù có thôn phệ tổ phù cũng khó lòng giúp hắn gắng gượng nổi giờ ngươi còn thủ đoạn nào không lâm động nhìn về phía thất vương điện sắc mặt hắn ta lúc này trắng bệch ma khí hỗn loạn rõ ràng đã bị trọng thương lúc này chính là thời cơ tốt nhất để đánh chó rơi vào đường cùng thất vương điện thấy ánh mắt của lâm động đồng tử co lại nghiến rằng tên tiểu tử này mỗi lần gặp là lại thêm phần khó đối phó vừa rồi nếu không phải có hư ảnh ma hoàng thì có lẽ hắn đã nguy hiểm rồi uỳnh lúc ấy quanh người lâm động lại hiện ra hàng vạn con tử kim long tiếng long ngâm vang trời thân hình hắn khẽ động không gian biến dạng rồi hắn xuất hiện ngay phía trước thất vương điện không hề nương tình quyền ảnh tung ra tới tấp vô số đạo long quyền mang sức mạnh kinh người đánh lên thất vương điện binh 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 thất vương điện đã bị trọng thương khí tức bất ổn phòng ngự tạo ra từ ma khí bị công thế ngang ngược của lâm động đánh tan cuối cùng nắm đấm mạnh mẽ của lâm động oanh kích lên người hắn sức mạnh đang sợ bùng nổ thất vương điện bị đánh bay ra sau máu tươi trên cánh tay không ngừng tuôn trào ma hoàng giáp trên người tối đen không còn ánh sáng nữa quyền ấn hiện chi chít trên người thất vương điện lúc này gần như hoàn toàn không còn khả năng đánh trả thất vương điện hộc máu mặt meo mó nhìn lâm động ánh mắt oán độc như muốn thiêu cháy lâm động đi gặp cửu vương điện đi lâm động cười lại xuất hiện phía trước thất vương điện tay nắm lại vạn con tử kim long ngưng tụ biến thành cây long thương không chút nương tình nhầm cổ họng thất vương điện đâm tới thì ra ngươi đã giết cửu vương điện thất vương điện nghe thế sắc mặt lập tức biến đổi lúc này long thương đã đến gần nhưng khi sắp đâm tới thì lâm động lại nhận thấy nụ cười quỷ dị của thất vương điện tiểu tử ngươi thật khó đối phó nhưng giết được ngươi thì cũng coi như miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ rồi thất vương điện cười quỷ dị rồi hắn giơ cánh tay còn lại ra tóm lấy long thương sức mạnh đáng sợ đó đâu còn sự hư nhược vừa rồi lâm động thấy thay đổi quỷ dị đó đồng tử co lại sự bất an trào dâng ngân quang hiện lên định rút lui muốn chạy sao thất vương điện cười thân thể hắn nhu động rồi hai cánh tay thỏ ra chúng kết thành ấn pháp quỷ dị ma khí đặc quánh đánh lên ngực lâm động bình bầu trời như dung chuyển rồi mọi người kinh hãi nhìn thấy lâm động vừa rồi còn chiếm ưu thế giờ hộc máu bay ra sau ngực lõm xuống rõ ràng đã bị trọng thương phụt lâm động hộc máu hắn vội lấy lại thăng bằng ánh mắt lạnh băng nhìn thất vương điện bên trong thân thể hắn ta dường như ẩn tàng thứ gì đó ha ha nhục thể cũng mạnh thật chịu đòn của ba bọn ta mà vẫn sống được từ trong cơ thể thất vương điện đột nhiên có tiếng cười ma khí tràn ra biến thành hai ma ảnh khác đứng bên cạnh một tên thân thể cao lớn một tên thấp bé hơn chúng đang cười nhìn lâm động đầy sát ý để ta tự giới thiệu tại hạ ma ngục bát vương điện kẻ cao lớn cười hình như ta gặp tiểu tử ngươi rồi ngươi chính là tên đã có truyền thừa của thôn phệ chủ đúng không ma ảnh kia quét mắt nhìn lâm động cười dáng vẻ hắn rất quen thi ra là thập vương điện trong cơ thể thất vương điện lại chứa hai vương điện khác Rõ ràng đây là chiêu dùng để đối phó với Hồng Hoang chủ nhưng đã bị Lâm Động buộc phải ra mặt. Tiếng hoan hô lập tức ngừng lại, không ít người thân thể run lên, chỉ một thất vương điện đã khó đối phó như vậy, giờ lại xuất hiện thêm hai tên nữa không hề thua kém hắn sao? Thế này thì đánh thế nào được? Lâm Động quệt máu khóe miệng, ánh mắt tối lại, đám dị ma thật giả hoạt, lần này phiền phức thật rồi. Với thực lực Lâm Động hiện nay, đối phó với một thất vương điện đã là cực hạn, thêm hai tên nữa thì, nhưng dù thế nào, muốn đến Hồng Hoang tháp thì phải bước qua xác tiểu gia ta đã. Lâm Động cười cục diện bây giờ chỉ còn cách liều chết mà thôi ha ha ba kẻ kia cười cũng không nói gì định cùng ra tay trừ bỏ hiểm họa là lâm động thế nhưng đúng lúc đó không gian đột nhiên lạnh băng hàn khí lan tỏa khiến ma khí cũng dần đông cứng lâm động cũng cảm nhận được luồng hàn khí ấy sắc mặt biến đổi vội nhìn xuống chỉ thấy lớp băng đột nhiên vỡ tan một thân ảnh màu lam dần bước ra phía sau là ba bức tượng băng lấp lánh ánh hàng quang nàng đứng trên luồng hàn khí ánh mắt lạnh băng không chút cảm xúc nhìn ba tên vương điện giọng nói lạnh lùng vang lên muốn giết huynh ấy ta không đồng ý hàn khí lan tỏa bao trùm cả trời đất trước thứ hàn khí đó dù là ma khí tã hay nguyên lực hùng hồn đều dần đông cứng cả lại biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người đều giật mình vô số ánh mắt nhìn về nơi hàn khí lan tỏa chỉ thấy ứng hoan hoan chậm rãi bước ra mỗi bước chân nàng chạm xuống hàn khí đều kết thành một bông băng liên phía sau nàng là ba bức tượng lấp lánh hàn quang là ba chân vương đã vượt qua một lần nết bàn kiếp hiện giờ chúng đã hóa thành tượng băng cả rồi đây mọi người nhìn cảnh tượng đó hàn khí lan tỏa từ cơ thể ứng hoan hoan thậm chí còn vượt qua cả lâm động điều này khiến cơ mắt họ co giật lúc này mới nhận ra thì ta người mạnh nhất không phải lâm động mà là nữ tử lạnh lùng vẫn đứng cạnh hắn ta người ba người bọn thất vương điện thấy vậy cũng đại kinh chúng nhìn ứng hoan hoan rồi dường như nghĩ ra điều gì đồng tử co lại gương mặt đầy kinh hãi ngươi là băng chủ băng chủ ở thời viễn cổ chỉ đứng sau phù tổ đã có vô số dị ma vương đã biến thành bụi băng dưới tới nàng thậm chí thiên vương điện mạnh nhất của ma ngục cũng bị trọng thương trong trận chiến cuối cùng năm ấy cái tên này cũng có sức uy hiếp đáng sợ đối với dị ma ứng hoan hoan lạnh lùng nhìn ba người bọn thất vương điện tay khẽ nắm lại cả ba bức tượng phía sau bùm một tiếng nổ tung thành những mảnh vụn bay từ tán ba người bọn thất vương điện nhìn mà khóe mặt co giật không ngờ ba chân vương trong tay ứng hoan hoan lại yếu ớt đến vậy cuối cùng ứng hoan hoan đến trước mặt lâm động nàng nhìn gương mặt tái đi của hắn nam nhân này cứ thích ôm việc gian nan nhất về mình đôi khi quá ngông quá bá đạo nhưng như vậy luôn khiến trái tim lạnh băng của nàng có chút hơi ấm bao phủ hoan hoan lâm động chay mày nhìn ứng hoan hoan ứng hoan hoan mỉm cười với hắn bàn tay mắt lạnh chạm vào người hắn vết thương xuất hiện lớp vẩy băng một luồng sức mạnh lạnh lẽo truyền vào cơ thể chỉnh lại phủ tạng bị chấn động cho hắn. Cứ giao chúng cho muội. Ứng Hoan Hoan khẽ vuốt mặt Lâm Động, "Huynh không thể để muội cứ dương mắt nhìn huynh bị đánh cho thành thế này mà không hành động gì chứ, nghĩ như vậy là ích kỷ đấy." Lâm Động khựng người, lầm bầm, "Ta rất ích kỷ." "Muội rất thích sự ích kỷ này của huynh." Ứng Hoan Hoan cười, nhìn Lâm Động nói, "Nhưng lần này, dù huynh có đánh muội, mắng muội thì muội cũng sẽ không đứng một bên mà nhìn nữa đâu." Lâm Động cũng nhìn Ứng Hoan Hoan, nụ cười của nàng mang sự kiên định không gì suy chuyển nổi, cuối cùng hắn khẽ thở dài cẩn thận một chút ứng hoan hoan thấy lâm động gật đầu thì cười khẽ gật đầu rồi quay người lại ánh mắt nhìn bọn thất vương điện dường như khiến không khí cũng đông cứng lại chúng thấy ánh mắt đó của ứng hoan hoan khóe mặt co giật bất giác thối lui một bước dù sao thì tên tuổi của băng chủ đã quá vang dội rồi không cần phải sợ đó không phải băng chủ thật sự chẳng qua là luân hồi chuyển thế mà thôi sắc mạnh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thất vương điện nghiến răng nói nghe vậy bát vương điện và thất vương điện gật đầu ánh mắt tối tăm nhìn ứng hoan hoan vừa hay nhân lúc sức mạnh của ả à chưa hồi phục giết luôn đi chỉ sợ ba con chuột các ngươi không làm nổi ứng hoan hoan đưa tay ra hàn khí kết lại trên từng đầu ngón tay thành bông băng liên nàng lạnh lùng nhìn ba bọn thất vương điện hừ vậy cứ thử xem ba người bọn thất vương điện nhìn nhau hàn ý tràn lên trong mắt rồi cùng bước chân ra ba luồng ma khí cuộn trào khí tức thất vương điện yếu nhất rõ ràng là do bị lâm động đánh trọng thương nhưng dù vậy khí tức của cả ba cũng bà phát cũng rất kinh người ma khí như làm làn sóng vạn trượng nổi lên đứng xa nghìn dặm cũng nhìn thấy rõ ràng vào tiếng gầm thét trầm đục vọng ra từ ba kẻ đó hung quang lóe lên thủ ấn biến hóa chỉ thấy ba đạo ma khí hàng vạn trượng bắn ra nhanh như chớp lao về phía ứng hoan hoan ma khí đặc lại như nước sức mạnh tà ác khiến người ta dựng tóc gáy đối mặt với công thế liên thủ của ba người ứng hoan hoan chỉ hơi nhớn mày đến khi ma khí sắp tới thì khẽ dậm chân bùm hàng khí điên cuồng trào dâng chớp mắt đã biến thành một tấm lá chắn bằng băng khổng lồ phía trước ba đạo ma khí xông thẳng tới sức mạnh còn chưa phát ra thì hàn khí bá đạo đã lan tỏa rắc ba đạo ma khí đông cứng lớp băng nhanh chóng lan tỏa quanh ma khí chớp mắt đã khiến ma khí biến thành ba đạo băng trụ đáng chết bọn thất vương điện thấy ma khí bị đóng băng thì sắc mặt vô cùng khó coi thế nhưng lần này không đợi chúng ra tay ứng hoan hoan nắm tay lại cả ba cột băng trụ bắn về phía bọn thất vương điện dầm bọn chúng thấy vậy vội vàng dùng toàn lực đỡ chiêu nắm đấm đầy ma khí đánh lên băng trụ hai luồng năng lượng đáng sợ khiến băng trụ vỡ tan thành hự tuy băng trụ vỡ tan nhưng bát và thập vương điện cùng hự lên một tiếng còn thất vương điện đã bị trọng thương thì sắc mặt càng tái trắng máu tươi phun ra lợi hại thật trên đảo vô số ánh mắt nhìn về thân ảnh màu lam một mình đánh lại ba nhưng vẫn chiếm ưu thế không ai là không xứng sở biểu hiện của lâm động đã khiến họ chấn kinh nhưng không ai có thể ngờ cô gái luôn ở cạnh hắn lại giấu kỹ như vậy ứng hoan hoan lạnh băng nhìn bọn thất vương điện bước chân khẽ di chuyển đem theo hàng khí dần tới gần bọn chúng trong hàng khí dường như có sát ý dâng tràn liên thủ thất vương điện thấy ứng hoan hoan tiến lại thì không khỏi run rẩy ở thời viễn cổ chúng từng ra đấu với băng chủ và suýt chết lúc này nếu không liên thủ thì e là sẽ chết tại đây thật bát và thập phương điện cùng gật đầu ba bọn chúng cùng biến hóa thủ ấn rồi chạm vào nhau chỉ thấy thân thể chúng nhu động từng chiếc gai từ từ mọc ra từ cơ thể chúng nhìn chúng lúc này giống như ác ma bò ra từ dưới địa ngục vậy phụt máu tưới đột nhiên batn ra huyết dịch đặc quanh ngưng tụ trên khâu trung rồi biến thành mọt đạo phù ấn quỷ dị màu đen ma ấn phình to với tốc độ kinh người rồi biến to hàng vạn trượng xung quanh ma ấn có vô số cánh tay ma thỏ ra ứng hoan hoan ngẩng lên nhìn cái ma ấn mọc ra vô số cánh tay hàng quang trào dâng trong mắt vạn ma hội tụ a à tì ma ấn ba người bọn thất vương điện cùng hô lên uỳnh Ma ảnh với hàng vạn cánh tay kia dung chuyển rồi bỗng lao xuống, vạn cánh tay quẫy động như muốn xé tan trời đất. Mặt biển phía dưới nổi những con sóng khổng lồ, tiếng ùi ùi kinh thiên động địa vang lên. Lâm Động nhìn công thế khủng khiếp đó mà ánh mắt đầy sự ngưng trọng. Vương điện của ma ngục quả nhiên lợi hại, công thế này có lẽ giết được cường giả vượt qua hai tầng luân hồi kiếp. Không biết ứng hoan hoan có chặn được không. Lâm Động lo lắng nhìn thân ảnh mỏng manh kia, tay nắm lại nguyên lực trào dâng, định nếu có chuyện gì thì sẽ thi triển không gian tổ phù cứu nàng. Ứng hoan hoan ngẩng lên, chăm chú nhìn Ati ma ấn gương mặt không hề có chút dao động nào. Nàng mặc ho kình phong ập tới, y phục bay phần phật, mái tóc dài cũng tung bay theo gió. Đôi mắt lam lạnh phản chiếu ma ấn khủng bố rồi nhanh chóng to dần, chỉ mấy giây sau, bóng đen khổng lồ đã ập xuống ứng Hoan Hoan trước bao ánh mắt kinh hãi. Ứng Hoan Hoan chậm chậm đưa tay ra, ống tay áo rơi xuống lộ ra cánh tay trắng như ngọc. Ngón tay mở rộng rồi giơ lên khẽ chạm vào ma ấn. Vĩnh Hằng, đóng băng. Giọng nói băng lạnh nhưng khiến người ta vô cùng dễ chịu vang lên. Ma ấn với sức mạnh khủng bố đột nhiên đông cứng, Đồng tử của tất cả mọi người đều co lại khi thấy từng lớp băng lan ra từ tay ứng hoan hoan bọc lấy ma ấn với tốc độ kinh người khiến nó biến thành tảng băng khổng lồ. Ứng hoan hoan khẽ giơ tay lên, ngón tay búng nhẹ lên ma ấn, bùm, chỉ thấy ma ấn ngưng tụ sức mạnh của ba người bọn thất vương điện lập tức vỡ tan như thủy tinh mỏng manh. Mảnh vụn băng bắn xuống như mưa. Đằng sau sự hoa lệ đó ẩn chứa thứ sức mạnh đáng sợ khiến người ta run rẩy. Có ai ngờ được không thể được liên thủ từ ba người bọn thất vương điện lại dễ dàng bị phá như thế? Đó chính là sức mạnh của băng chủ sao? Lâm động nhìn cảnh đó không kìm được nắm chặt tay lại thứ sức mạnh ấy đúng là không gì có thể sánh được chẳng trách mà nàng là người chỉ đứng sau phụ tổ phụt bọn thất vương điện cũng sững sờ rồi không kìm được phụt máu thân thể run rẩy ma khí xung quanh giảm mạnh hiển nhiên là bị trọng thương ứng hoan hoan mặt không chút cảm xúc nhìn ba người thất vương điện thân hình khẽ động và xuất hiện phía trước chúng một cách quỷ dị hàn khí kinh người lại trào dâng trong lòng bàn tay bọn thất vương điện thấy ứng hoan hoan không hề cho chúng cơ hội lấy hơi sắc mặt kịch biến cả ba cùng tách nhau ra mà rút lui phụt hàn khí ngưng tụ trong mắt ứng hoan hoan tay nàng nắm lại một cây băng thương hiện ra thân hình nàng khẽ động phân làm ba thân ảnh đuổi theo ba người bọn thất vương điện băng thương xuyên thủng không gian nhằm thẳng bọn chúng mà lao tới uỳnh ánh mắt bọn thất vương điện kịch biến gầm lên một tiếng ma khí cuộn trào biến thành tấm lá chắn ma khí chặn lại công thế của ứng hoan hoan thế nhưng hàng khí càng đậm đặc hơn trong mắt ứng hoan hoan băng thương không chút do dự đâm tới đâm thẳng vào trong ma khí rắc ma khí đặc quánh gần như ngay tức khắc hóa đá băng thương thế như chảy chảy xuyên qua cuối cùng đâm thẳng lên người bọn thất vương điện phụt bọn thất vương điện bắn ra sau máu tươi bắn ra điên cuồng khàn khí trên người lan tỏa kết thành lớp băng xung quanh chúng vù lâm động nhìn ba người bọn thất vương điện chỉ trong nháy mắt đã bị kích bại khẽ thở ra một hơi sức mạnh này thật khủng bố ứng hoan hoan hiện giờ chưa thức tỉnh hoàn toàn nhưng thực lực đã hơn cả cường giả vượt qua hai tầng luân hồi kiếp thật không biết khi nàng thức tỉnh hoàn toàn thì sức mạnh sẽ đạt đến mức khủng bố thế nào ba người thất vương điện trên lại bị buộc tụ lại với nhau ma khí không ngừng trào dâng chống lại sự xâm thực của hàn khí chúng hiểu rằng nếu thân thể chúng hóa thành băng thì ứng hoan hoan chỉ cần một ngón tay cũng khiến chúng tan thành cho bụi Năm đó những cường giả dị ma mạnh hơn chúng cũng đã chết như thế dưới ngón tay trắng trẻo kia. Ba người bọn chúng nhìn ứng hoan hoan, ánh mắt đều hiện lên sự sợ hãi. Trong đôi mắt lam lạnh của ứng hoan hoan vẫn không có chút cảm xúc nào, nàng lúc này giống hết như tảng băng thật sự, mọi cảm xúc đều đông cứng lại dưới lớp băng. Các ngươi, đáng chết. Nàng nhìn bọn thất vương điện lầm nhầm, rồi thân hình xuất hiện phía trên chúng, một đạo phù văn cổ xưa hiện ra trong tay rồi biến thành trùng hàn khí bắn thẳng về phía chúng. Trùng sáng xuyên qua không gian, Dường như ngay cả không gian cũng bị thứ hàn khí đó làm cho đông cứng, bọn thất phương điện kinh hãi cảm nhận được không gian quanh mình đã đông cứng, thân thể không động đậy nổi, chỉ biết dương mắt nhìn chùm hàn khí mang theo sức mạnh hủy diệt bắn tới. Có điều, khi hàn khí trùng xuống, không gian quanh chúng đột nhiên biến dạng, một hắc ảnh hiện ra. "Ha ha, băng chủ với thân phận của ngươi sao lại ức hiếp tiểu bối như vậy?" Hắc ảnh kia vừa xuất hiện đã cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy mang sự ngương trọng và e dè khó che giấu. Hắn đưa tay ra, trong bàn tay là một con mắt tà ác quỷ dị. Con mắt ấy mở ra, một chùm hắc quang đặc quánh bắn về phía chùm hàn khí hai chùm sáng đều mang tính hủy diệt đâm vào nhau gợn sóng đáng sợ lan tỏa đánh tan từng tầng mây trên trời bầu trời chấn động thân thể ứng hoan hoan hơi run lên thối lui mất vài bước nâng nhìn hắc ảnh ấy tam vương điện cuối cùng cũng chịu hiện thân sao chỉ thấy phía trước thất vương điện là một nam tử áo đen đang cười bàn tay hắn lúc này cũng có một lớp băng mỏng phong bế con mắt trong bàn tay hắn lại tam vương điện sắc mặt lâm động hơi thay đổi rồi tới phía sau ứng hoan hoan hắn cảm nhận được một thứ nguy hiểm từ tam vương điện rõ ràng thực lực của hắn ta có thể sánh ngang với cường giả vượt qua ba tầng luân hồi kiếp. hắn ta dù ở thời vĩnh cổ cũng có chiến lực đứng hàng đầu trong dị ma, không ngờ lần này hắn cũng xuất hiện. Tam Vương Điện nhìn Lâm Động rồi cười, cánh tay rung lên, lớp băng mỏng bị đánh tan, hắn hơi ngẩng lên. Lúc này Lâm Động mới nhìn thấy bên má phải hắn có vết sẹo rất đáng sợ kéo dài từ miệng đến phía sau tai, nhìn giống như bị kẻ nào đó rứt đầu ra vậy. Có người ở đây ta vốn dĩ không muốn lộ diện, dù sao thì vết sẹo này cũng khiến ta hơi sợ. Tam Vương Điện cười, tay hắn lướt qua vết thương trên mặt, nụ cười lại thêm ôn hòa. Ứng Hoan Hoan nhìn hắn, hàn khí ngưng tụ trong bàn tay, lần này biến người thành tảng băng là được, ha ha, Tam Vương Điện khẽ cười, ngươi bây giờ e là chưa làm được, ngươi cứ thử xem. Hàn khí khủng bố từ trong cơ thể Ứng Hoan Hoan cuộn trào, không gian xung quanh cũng phát ra tiếng răng rắc. Tam Vương Điện nhìn Ứng Hoan Hoan cười, ha ha, ta thật sự rất muốn giết ngươi, năm đó bị ngươi hành hạ thê thảm như vậy thật khiến ta mất mặt trước hoàng. Dứt lời, gương mặt ôn hòa của Tam Vương Điện trở nên méo mó, ánh mắt đầy sự oán độc. Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Tam Vương Điện bước chân ra, ma khí sung thiên bao trùm cả trời đất, thậm chí cả mặt trời cũng bị ma khí che khuất. Khi thế khiến cả đất trời rung chuyển. Lâm Động thấy thế, ánh mắt thay đổi, lôi cung lại ngưng tụ, một bàn tay thì nắm lấy tay Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan bỗng cứng người rồi dần thả lỏng, nhìn sang cười với Lâm Động. Hắn không ra tay được đâu. Lâm Động nghe thế khựng người không hiểu, sẽ có người chặn hắn lại. Ứng Hoan Hoan mỉm cười, rồi nhìn về một hướng nào đó. Huynh vẫn thích trốn vậy sao? Ha ha, tiểu sư muội cảm chi thật nhạy bén nàng vừa dứt lời thì không gian dần ở đó dần biến dạng một tiếng cười khẽ vang lên một thân ảnh mặc ngân bảo bước ra người đó có mái tóc bạc buông xõa thân hình khá gầy guộc nhưng kỳ dị là hai mắt hắn lấp lánh ánh bạc phát ra thứ nàng lượng cực kỳ thần bí lâm động nhìn thấy thế ánh mắt đầy kinh ngạc vì đó chính là người thần bí mà hắn gặp trong thiên động của thiên yêu điêu tộc đây cũng là một trong bát chủ viễn cổ sao vị đây là lâm động đúng không nam tử ấy mỉm cười nhìn lâm động rồi liếc xuống bàn tay đang nắm lấy tay ứng hoan hoan khóe miệng nhấn lên quả nhiên là vậy Ngài chính là không gian tổ phù. Khi nam tử ấy xuất hiện Lâm động đã cảm nhận được không gian tổ phù khẽ chấn động. Nam tử ấy gật đầu. "Xin lỗi, lúc trước bị ma ngục dùng thủ đoạn giữ chân một thời gian, nhưng tiểu sư muội, ta không làm biếng đâu, muội thấy không, vừa thoát là ta đến ngay, tốc độ ít ra cũng nhanh hơn lôi chủ đúng không?" Ứng Hoan Hoa nhìn hắn lạnh nhạt, không gian tổ phù lắc đầu bất lực. "Sao vẫn như thế?" Nói rồi hắn quay lại nhìn Tam Vương điện. "Ồ, người quen kia, mấy năm nay ngươi vẫn khỏe chứ? Năm đó ngươi bị tiểu sư muội xé tan nhỉ?" "Ủa, lành rồi à?" lâm động có chút ngạc nhiên sao cảm giác không gian tổ phù nói nhiều thế khí độ lúc xuất hiện dường như bị phá hỏng cả tam vương điện trao mày nhìn không gian tổ phù trong lòng thầm thở dài hắn ta nhanh thật xem ra hôm nay không giết được à rồi tam vương điện vươn vai khóe miệng nhếch lên có điều mục đích của chúng ta cũng đã đạt được rồi ứng hoan hoan và không gian tổ phù nghe thế ánh mắt đều ngưng động cũng đúng lúc đó lâm động giật mình vội quang lại nhìn về phía hải vực phía xa ở đó hắn cảm nhận được một luồng ma khí cùng bạo đang xuất hiện ứng hoan hoan thở ra một hơi ánh mắt hoàn toàn lạnh băng đại thiên tà ma vương thoát rồi đại thiên tà ma vương lâm động sắc mặt kịch biến hôm đó viêm chủ đã nói chấn ma ngục mà hắn coi quản chủ yếu là chấn áp đại thiên tà ma vương vì biến cố lần này hắn còn đặc biệt thu phân thân về không ngờ dù như vậy cũng không thể chấp áp hoàn toàn được đại thiên tà ma vương không gian chủ cũng dần thu lại nụ cười đôi mắt chứa hàn quang nhìn ba cải kia lạnh lùng nói thì ra các người tốn nhiều sức như vậy không phải để đối phó với hồng hoang chủ mà là để cứu đại thiên tà ma vương ha ha Thật ra cũng không hẳn là vậy, nếu vừa cứu được Đại Thiên Tà Ma Vương vừa giải quyết được Hồng Hoang Chủ đương nhiên là tốt nhất. Tam Vương điện cười, nếu vậy thì phải giữ các người lại để bồi thường vậy. Không Gian Chủ cũng cười, chỉ là nụ cười ấy đầy lạnh lẽo, rồi ngài từ từ thò tay, cánh tay ngài rất gầy, ở mũi ngón tay lấp lánh ngân quang, sức mạnh ấy lâm động rất quen thuộc, là sức mạnh của Không Gian Tổ Phù, vậy sao? Tam Vương điện nheo mắt, con mắt quỷ dị trong lòng bàn tay lại hé mở. Năm đó ta đã thấy ngươi không thuận mắt rồi, giờ nói gì thì cũng phải cho ngươi hai cái tát mới được. Không Gian Chủ cười, ha ha tam vương điện cũng cười rồi đồng tử hắn co lại chỉ thấy bàn tay có con mắt đột nhiên đập về phía sau ma khí cuộn trào bùm ma trưởng bay ra không gian đột nhiên biến dạng một cú đấm mang ngân quang tung ra chặn nó lại dao động kinh người lan tỏa cả không gian vang lên âm thanh đinh tai nhức óc nhiều năm vậy không gặp mà ngươi vẫn thích dùng thủ đoạn như vậy tam vương điện nhìn nhân ảnh có đôi mắt bạc xuất hiện phía sau mình cười khẩy lâm động thấy thế ánh mắt cũng đầy kinh ngạc cảnh giác nhìn về hướng của không gian chủ chỉ thấy không gian chủ ở đó đang dần biến mất rõ ràng khi hắn chưa nhận ra thì không gian chủ đã ra tay rồi không hổ là không gian chủ lâm động thầm cảm thán hắn mới có không gian tổ phù chưa lâu luận về sự nắm bắt không gian tổ phù thì rõ ràng không thể bằng được không gian chủ ha ha ngươi cũng không vừa trốn bao năm như vậy cũng không bị ngu đi không gian chủ hàm tiếu ngân quang trong tay lại lóe lên chỉ thấy không gian bỗng biến dạng hai đạo ngân quang nhanh như chớp lan về phía tam vương điện ma khí bùng phát từ trong cơ thể tam vương điện biến thành quang trụ bảo vệ hắn bên trong chặn đứng ngân quang hai bên ra tay rất nhanh nhưng lâm động vẫn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh đáng sợ ẩn chứa bên trong đó đến tầng thứ này chỉ những hành động đơn giản cũng mang sức mạnh kinh người thực lực hai bên dường như tương đương nhau lâm động khẽ nói cả không gian tổ phù và tam vương điện đều có nụ cười rất hòa nhã nhưng khi ra tay thì vô cùng thâm độc chỉ có điều thực lực hai bên đúng là kẻ tám lạng người nửa cân chẳng ai chiếm được ưu thế ừm cả hai đều có thực lực vượt qua luân hồi kiếp tầng 3, nếu chỉ đấu như vậy thì khó lòng phân thắng bại ứng hoan hoang khẽ gật nói hơn nữa cả hai đều không muốn giết đối phương trận chiến này không kéo dài lâu đâu lâm động cũng gật đầu cả hai đều biến cứ thế này không giết được đối phương vì thế sát ý khá mờ nhạt như lâm động biết rồi cũng có ngày họ sẽ thật sự liều chết với nhau lúc ấy mới thật sự khủng bố dầm trên không trung ngân hắc quang đan sen hai thân ảnh chấn động rồi đều lấy lại thăng bằng không gian chủ ngươi cũng không giết được ta hà tất phải lãng phí thời gian ngươi đang đợi gì sao tam vương điện cười khẩy ngươi cũng đang đợi gì sao không gian chủ cười lâm động nhìn hai bên đều đang cười lắc đầu bất lực chuyện này đúng là càng ngày càng rắc rối cách ly đám dị ma phía dưới ra lâm động nhìn võ hội đảo vẫn đang hỗn loạn nhìn sang ứng hoan hoan nói ừm ứng hoan hoan gật đầu chỉ thấy không gian lập tức đóng băng bức tường băng nhanh chóng lan tỏa chùm lấy toàn bộ võ hội đảo cách ly đám dị ma bên ngoài đảo chúng không thể vào được nữa lâm động thấy nàng ra tay không kìm được gãi gãi mũi có chút buồn bực ứng hoan hoan dường như cảm nhận được điều gì lật tay nắm lấy bàn tay lâm động gương mặt lạnh lùng nở nụ cười tựa đóa băng liên ha tiểu sư muội muội cười rồi lâm động còn chưa cảm nhận điều tuyệt vời đó thì không gian chủ đã mở to mắt chỉ ứng hoan hoan nói lớn lâm động nhìn không gian chủ khi mới xuất hiện đầy uy phong nhưng giờ cứ nhí nhảnh kiểu này thật sở khóc giờ cười những vĩnh cổ chủ khác không trầm ổn thì thâm trầm còn người này khi giao đấu với tam vương điện còn khiến người ta khâm phục nhưng cứ khi mở mồm là thật khác người tiểu sư muội không ngờ muội cười lại sinh thế sau này cười nhiều vào nhé như thế các sư huynh giết dị ma cũng có hưng phấn hơn không gian chủ tiến lại gần cười nói câm mồm ứng hoan hoan nghiến răng lườm không gian chủ không gian chủ cười khan rồi vỗ vai lâm động bật ngón tay cái lên người anh em ngươi cừ lắm cưa đổ cả ngọn núi bằng này ta rất ai mới tỉnh lại không lâu đầu óc chưa thật tỉnh táo lời ta nói đừng để bụng nhé không gian chủ không nói hết sắc mặt đột nhiên trịnh trọng nhìn lâm động nói lâm động cũng cười khan hắn đã nhìn thấy cây kiếm từ tay ứng hoan hoan đang đặt ở hông không gian chủ không gian chủ quậy một lúc thì sắc mặt nặng nề khẽ nói đến rồi lâm động khẽ gật đầu hắn cũng cảm nhận được bên dưới biến có một luồng năng lượng khủng bố đang đến gần hàng khí dần ngưng tụ trên tay ứng hoan hoan đôi mắt lạnh băng nhìn về mặt biển bùm không gian chủ dứt lời không lâu thì mặt biến xuất hiện một cái xoáy lớn vạn trạng chỉ thấy ma khí ngập trời tràn ra rồi một thân ảnh khổng lồ bắn lên Hắc ảnh vừa xuất hiện, trời đất lập tức tối lại, đồng tử Lâm động co lại, chỉ thấy hắc ảnh đó lớn đến vạn trượng, toàn thân đen sì phủ đầy sẹo. Nó không có mắt mũi, chỉ có một cái mồm đầy răng sắc nhọn, cả cơ thể có đến 8 cánh tay khổng lồ thò ra. Đại Thiên Tà Ma Vương, Lâm động nhìn thấy thế liền nhận ra ngay, Đại Thiên Tà Ma mà ba tên cự đầu nguyên môn năm đó gọi ra giống hệt thế này, chỉ có điều, Đại Thiên Tà Ma bình thường chỉ có bốn cánh tay, còn con này có tới 8. Ngoài ra, khí tức của Đại Thiên Tà Ma Vương cũng đạt đến mức khủng bố tuy khí tức hiện nay của nó lên xuống bất định hiển nhiên do trọng thương chưa hồi phục nhưng lâm động có thể cảm nhận được thực lực thời kỳ đỉnh phong của nó còn mạnh hơn tam vương điện chẳng trách mà hôm đó viêm chủ nói thực lực của đại thiên tà ma vương chỉ đứng sau thiên vương điên trong ma ngục đại thiên tà ma vừa xuất hiện liền quay sang ứng hoan hoan giọng nói như của dã thú gầm rú băng chủ quả nhiên ngươi chưa chết rõ ràng đại thiên tà ma có linh trí rất cao tuy không có mắt mũi nhưng vẫn nhận ra ứng hoan hoan không ngờ nghiệt xúc ngươi lại thoát được ứng hoan hoan lạnh băng nhìn đại thiên tà ma vương ha ha để cứu hắn bọn ta phải tốn nhiều sức lắm. Trên vai đại thiên tà ma vương đột nhiên có tiếng cười vọng ra, hai đạo ma ảnh dần ngưng tụ, rồi chúng hơi cúi người với ứng hoan hoan. Băng chủ, lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Ồ, thì ra là tứ vương điện và ngũ vương điện, các ngươi đến thật đông đủ. Không gian chủ thấy chúng, ánh mắt ngưng động rồi cười nói. Lâm động nắm chặt lấy lôi cung, ánh mắt đầy cảnh giác. Trận dung trước mắt thật sự quá khủng bố, 300 năm vương điện đứng đầu đã có mặt, cộng với cả đại thiên tà ma vương nữa, e là có thể sánh ngang với bốn cường giả vượt qua ba tầng luân hồi cảnh rồi không còn cách nào viêm chủ khó đối phó mà nếu không thì sao cứu đại thiên tà ma vương ra được tứ vương điện cười kẻ các ngươi nói đã tới rồi không gian chủ cũng cười vừa dứt lời thì từ chân trời đột nhiên mây bùng cháy rồi một đạo hỏa quang ập tới chớp mắt đã xuất hiện phía trên võ hội đảo hỏa quang tan đi chính là viêm chủ nhưng viêm chủ lúc này đầu tóc rối bời sắc mặt cũng không dễ coi lắm rõ ràng vừa trải qua một trận đại chiến thảm liệt hắn hiện thân là nhìn không gian chủ và lâm động rồi nhìn sang ứng hoan hoan có chút bất lực nói bị chúng ám chiêu chúng cứu được đại thiên tà ma vương ra ứng hoan hoan khẽ gật cũng không nói gì ai ra ra nhiều năm rồi mới thấy náo nhiệt thế này tam vương điện vươn vai cười nhìn mấy người ứng hoan hoan rồi thò tay ra đếm hình như bên bọn ta nhiều người hơn hay là giải quyết các ngươi ở đây luôn nhỉ ha ha nhiều người hơn thì sao lúc này sao có thể thiếu ta được nhưng tam vương điện vừa xuất hiện thì đột nhiên có tiếng cười lớn vang lên lâm động quay lại thì thấy trong hồng hoang tháp đột nhiên bắn lên từ kim quang vui thật lâm động thấy thế không kìm được thở hát ra hồng hoang chủ cũng ra rồi sao thế này không phải sẽ nổ ra đại chiến ngay tại đây à từ kim quang ồ ạt bắn ra từ trong hồng hoang tháp chiếu sáng cả vùng biển nghìn dặm ma khí do đại thiên tà ma vương đem tới cũng bị ánh sáng đó đẩy lùi bầu trời lại có ánh nắng chiếu xuống hồng hoang chủ bọn tam vương điện lúc này ánh mắt đều ngưng động trên đỉnh tháp trong ánh tử kim quang là một thân ảnh to lớn thân ảnh đó đang phình to lên với tốc độ kinh người cuối cùng đạt đến vạn trượng thể tích không hề thua kém đại thiên tà ma vương ha ha vừa ra đã gặp chuyện náo nhiệt thế này xem ra ta thật may mắn cự nhân cười lớn tiếng cười vang như sấm khiến mặt biển nổi những con sóng lớn thậm chí còn xuất hiện lốc xoáy hừ đại thiên tà ma vương hừ một tiếng ma khí cuộn trào chống lại từ kim quang nghiệt xúc ngươi sống dai thật như vậy mà cũng không chết hồng hoang chủ nhìn đại thiên tà ma vương không kìm được lắc đầu nói với vẻ tiếc nuối năm đó để khiến đại thiên tà ma vương trọng thương họ đã mất không ít sức như thế mới chấn áp phong ấn được nó không ngờ giờ nó lại thoát ra được năm đó không phải các ngươi giờ trò thì chưa biết ai thua đâu đại thiên tà ma vương trầm giọng nói không phục thì đánh lại một trận là được hồng hoang chủ nhìn đại thiên tà ma vương chiến ý bùng phát ha ha đừng vội rồi cũng sẽ có cơ hội thôi đến lúc đó bọn ta không định tha cho các ngươi đâu tam vương điên cười tuy lúc này chúng chiếm ưu thế về số người nhưng đại thiên tà ma vương mới thoát khỏi trấn áp thực lực chưa hồi phục hoàn toàn nếu động thủ thì cũng khó phân thắng bại vì thế giờ chưa phải thời cơ tốt để động thủ đến lúc đó e là các ngươi cũng không có cơ hội tiềm phục lần thứ hai đâu viêm chủ chậm rãi nói viêm chủ giờ nói thế hơi sớm đấy tứ vương điện cười chỉ là trong mắt hắn tràn ngập sát ý lần này có lẽ kẻ thua cuộc sẽ là các ngươi hơn nữa bọn ta cũng không để các ngươi có cơ hội vùng dậy đâu vị diện này cuối cùng sẽ rơi vào tay dị ma tộc thôi thật muốn thử xem sao không gian tổ phù mỉm cười ngân quang lấp lánh trong mắt hai luồng khí tức trái ngược nhau cuồn cuộn trong không gian hai bên đều là những cường giả đỉnh cao trong trời đất sinh tử của mọi sinh linh trong vị diện này đều nằm trong tay họ sẽ có cơ hội nhưng giờ thì cứ đợi đi đã các ngươi muốn đợi băng chủ thức tỉnh hoàn toàn bọn ta cũng đợi thiên vương điện hồi phục hoàn toàn đến lúc đó ân oán từ thời vĩnh cổ sẽ được giải quyết gọn gàng tam vương điện nhìn ứng hoan hoan khẽ cười mục đích của bọn ta lần này đã đạt được cáo tử nói rồi hắn ngừng một chút lại tiếp ngoài ra đại chiến lần thứ hai có lẽ sắp bắt đầu chỉ là kẻ thua sẽ là các người thôi ha ha dứt lời tam vương điên vung tay ma khí cuộn trái biến thành cái xoáy ma khí khổng lồ hút chúng vào trong dị ma phía dưới cũng bay vào như thiêu thân xoáy ma khí xoay chuyển rồi nhanh chóng tan đi sau khi bọn chúng biến mất thì ma khí bao phủ cũng tan biến ánh nắng ấm áp lại chiếu sáng cả hòn đảo Lâm Động nhìn bầu trời trở lại yên bình thì thở phào, hắn biết đại chiến không thể diễn ra hôm nay, Thiên Vương Điện và Nhị Vương Điện đều chưa hiện thân, Đại Thiên Tà Ma Vương cũng chưa hồi phục chiến lực, đương nhiên Ma Ngục sẽ không khai chiến vào lúc này, nhưng hắn dự cảm ngày đó không còn xa nữa. Hồng Hoang chủ lúc này đã thu nhỏ lại còn thân hình cai khoảng hai trượng, bề mặt da ngài có màu tử kim quang, tỏa ra thứ cảm giác cường đại không thể hình dung bằng lời nói, nếu luận về nhục thể thì Hồng Hoang chủ có lẽ là đệ nhất nhân trong trời đất này rồi. Ha ha, lần này đa tạ ngươi. Hồng Hoang chủ nhìn Lâm Động, cung tay cười nói, Lâm Động lắc đầu cười, vãn bối không giúp được nhiều, thực lực của hắn hiện nay chỉ có thể đấu lại cường giả ma ngục ở mức như thất vương điện, cao hơn một bậc như tam vương điện thì hắn chịu rồi. Cuộc đối đầu vừa rồi rõ ràng hắn khó lòng nhúng tay vào, trường hợp này khiến hắn thầm thở dài, quả nhiên thực lực vẫn chưa đủ. Dường như cảm giác được sự nặng nề trong thần sắc của hắn, Ứng Hoan Hoan nắm lấy tay hắn khẽ dùng lực, Lâm Động quay lại cười, dù có gian nan thế nào hắn cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Viêm chủ, Không gian chủ, Hồng Hoang chủ ở bên cạnh thấy thế nhìn nhau, thần sắc có phần kỳ lạ, không biết đang nghĩ gì lát nữa lôi chủ và hắc ám chủ cũng sẽ tới viêm chủ nhìn ứng hoan hoan nói lâm động giật mình nếu cả lôi chủ và hắc ám chủ đều đến thì ngoài thôn phệ chủ và sinh tử chủ ra những người còn lại trong bát chủ viễn cổ đều có mặt đủ lên đảo trước đã lâm động nói mấy người viêm chủ đều nhìn ứng hoan hoan nàng khẽ gật đầu rồi kéo lâm động đi ba người viêm chủ nhìn phía sau họ ánh mắt đều loé sáng viêm chủ tình hình gì đây không gian chủ do dự một chút rồi hỏi nhìn ứng hoan hoan như thế xem ra tình cảm với lâm động không phải bình thường viêm chủ lắc đầu bất lực Ánh mắt có phần phức tạp, tự muội ấy hiểu. Nói rồi hắn cũng không nói gì thêm, liền động thân, Không gian chủ và Hồng Hoang chủ nhìn nhau cười khổ rồi nhanh chóng theo sau. Trên đảo, vì trận đại chiến vừa rồi mà thành một đống hỗn loạn, mấy người lâm động vào thẳng lầu, Thanh đàn và các vị thủ lĩnh khác ra đón. Chỉ có điều, ngoài Thanh đàn ra thì những người khác đều nhìn với ánh mắt kính sợ không dám lại gần. Rõ ràng họ cũng đã thấy sự xuất thế của Hồng Hoang chủ và khí độ của mấy vị kia không hề thua kém Hồng Hoang chủ, như vậy họ cũng đoán ra được phần nào, trong lòng lập tức cuộn trào cảm xúc dù sao đó cũng đều là cường giả đỉnh phong uy danh thời viễn cổ mà mấy người ngồi trong lầu cát những người khác không dám đến gần lâm động chỉ dẫn lâm động đưa trà lên cho mọi người trong tháp trở nên yên tĩnh ứng hoan hoan ngồi bên cạnh lâm động mái tóc lam buông xõa đến lưng mắt nhìn xuống đất tay nghịch một lọn tóc cũng không nói gì ba người viêm chủ không biết đang nghĩ gì chỉ ngồi yên lặng lâm động thấy thế chỉ biết cười khổ sự yên tĩnh này kéo dài đúng một giờ ứng hoan hoan lúc này ngẩng lên nhìn về phía xa đến rồi từ phía xa có tiếng sấm vang lên một đạo lôi quang bắn tới xuất hiện trong lầu cát chính là lôi chủ lôi chủ xuất hiện không lâu thì bầu trời vốn sáng trong bỗng nhiên tối sầm lại thanh đàn không kìm được khẽ ủa lên một tiếng bóng tối chỉ kéo dài trong một giây rồi mấy người lâm động nhìn sang một chỗ ngồi trống trong phòng ở đó không biết từ bao giờ có một thân ảnh mảnh mai mặc giáp mềm đang ngồi nàng ngẩng lên nhìn quanh rồi dừng lại ở ứng hoan hoan cười tiểu sư muội lâu rồi không gặp có nhỡ sư tỷ không ứng hoan hoan nhnf h ám chủ đôi mắt gợn sóng sư tỷ không sao là tốt rồi ta đâu phải lũ ngu ngốc như chúng không có việc gì đâu hắc ám chủ cười rồi nhìn sang lâm động ánh mắt có chút kinh ngạc tiểu tử không tồi là luân hồi cảnh rồi nhưng vẫn kém tiểu sư muội nhiều lắm hồi ấy ngươi đã hùng hồn nói sư tỷ ứng hoan hoan nhíu mày giọng nói cao hơn một chút được rồi ta không nói nữa hắc ám chủ nhún vai rồi nhìn viêm chủ đại thiên tà ma được cứu ra rồi viêm chủ gật đầu chúng ta đi sai một nước cờ không gian tổ phủ nói bọn chúng vẫn xảo trá như vậy ta vốn định thăm dò vị trí của chúng nhưng ngược lại bị chúng lợi dụng cầm chân ta như thế mới có sơ hở cứu được đại thiên tà ma vương lôi chủ nghiến răng huynh lúc nào cũng làm bừa không xảy ra chuyện mới lạ hắc ám chủ trợn mắt nói lôi chủ bối rối cười giờ chúng đã cứu đại thiên tà ma vương ra tiếp theo sẽ trợ giúp thiên ma vương hồi phục thực lực hoàn toàn viên chủ nói nếu thiên vương điện hồi phú thì ta nghĩ có lẽ đó là lúc trận đại chiến lần thứ hai sẽ nổ ra nghe thấy cái tên thiên vương điện mọi người đều lặng đi ánh mắt có phần e rè rồi tất cả cùng nhìn sang ứng hoan hoan ứng hoan hoan tay cầm tách trà nhìn chính mình trong nước trà khẽ thở dài rồi nói khai khởi tổ cung khuyết đi tổ cung khuyết khi ba chữ đó vang lên thân sắc mấy người hắc ám chủ đều ngưng động mắt nhìn ứng hoan hoan do dự một chút rồi nói muội khẳng định chứ ứng hoan hoan gật đầu tổ cung khuyết là gì vậy lâm động thấy sắc mặt họ như vậy không khỏi thấy bất an hỏi ứng hoan hoan nhìn lâm động mỉm cười là một tòa cung điện do sư phụ để lại tinh thần lực của huynh hiện nay là đại phù tông rồi dùng không vẫn chưa ngưng tụ thần cung nhỉ lâm động gật đầu tinh thần lực đạt đến trình độ này nếu tăng thêm một bước nữa là có thể tu luyện nê hoàn cung thành thần cung thường thì cảnh giới đó cũng coi như là tầng thứ cao nhất của tinh thần lực có tên là thần cung cảnh nhưng từ cổ trí kim số người tu luyện tinh thần lực đến mức đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay tuy thiên phú về tinh thần lực của lâm động rất ưu tú nhưng vẫn chưa tu luyện nê hoàng cung thành thần cung được hắn cũng biết bước này không dễ gì mà vượt qua muội muốn cho hắn vào tổ cung khuyết ngưng tụ thần cung hắc ám chủ nhìn lâm động nói bước này không dễ đâu trong số chúng ta cũng chỉ có muội mới tu luyện được thần cung còn bọn ta tinh thần lực cùng lắm cũng chỉ là bán bộ thần cung cảnh có lẽ huynh ấy sẽ làm được ứng hoan hoa nói thế tổ cung khuyết có tác dụng gì lâm động nhìn ứng hoan hoan hắn cảm giác dường như nàng đang tránh né điều gì đó tổ cung khuyết có thần hiệu trợ giúp tu luyện đến khi thời cơ chín muối chúng ta sẽ mở nó cho cường giả chuyển luân cảnh trong trời đất vào trong thường sẽ có ba phần khả năng khiến họ đột phá thành công ứng hoan hoan nói lâm động nhíu mày nhìn ứng hoan hoan nàng cũng nhìn vào mắt hắn không biết vì sao không khí giữa hai người lại có phần căng thẳng cụ hai người hắc ám chủ thấy thế khẽ háng giọng nhìn lâm động đầy thâm ý nói lâm động có những thứ chỉ khi ngươi có đủ thực lực thì mới thay đổi ngươi của hiện tại được chưa có khả năng thay đổi thì vào tổ cung khuyết sẽ khiến người có tư cách ấy thật vậy lâm động cũng không nhìn hắc ám chủ chỉ nhìn ứng hoan hoan ứng hoan hoan gật đầu huynh tin muội đi được không vào tổ cung khuyết sẽ rất có ích cho huynh lâm động thu ánh mắt về lúc này hắn còn có thể nói gì được đây nham ngươi cũng đừng cứ trốn như thế nhiều bạn cũ ở đây thế này còn không ra gặp không gian tổ phù nhìn lâm động đột nhiên nói vừa dứt lời thì từ trong cơ thể lâm động có bạch quang lan tỏa nham hiện ra nhìn những gương mặt quen thuộc kia cũng lắc đầu cảm thán nham việc khai khởi tổ cung khuyết có lẽ còn phải nhờ đến ngươi ứng hoan hoa nhìn nham nói nham nhìn ứng hoan hoan khóe miệng khẽ động nhưng cuối cùng vẫn cười khổ khẽ gật đầu viêm chủ thấy vậy cũng khẽ hắng giọng ngoài ra khi đại thiên tà ma vương thoát ra con có không ít dị ma bị trấn áp cũng thoát được loạn ma hải hiện giờ rất hỗn loạn ma ngục cũng không bị trói buộc gì nữa xem ra đúng như chúng nói đại chiến thiên địa đến lúc này coi như mở màn rồi chúng muốn dùng sự hỗn loạn đó giữ chân chúng ta không gian tổ phù xoa cằm ánh mắt trầm tư ta cứ cảm thấy chúng đang có mưu đồ gì đó mấy người viêm chủ cũng gật đầu số lượng dị ma rất lớn thực lực rất mạnh trong loạn ma hải căn bản không thể có một thế lực nào đơn độc chống lại được nếu cứ để chúng hoành hành thì loạn ma hải e là sẽ thương vong vô số hãy lập ra liên minh loạn ma hải đi lâm động nghĩ rồi nói lúc này nếu loạn ma hải không tập hợp các thế lực lại thì e là sẽ bị dị ma thôn phệ sạch sẽ liên minh à cũng được nhưng thực hiện rất rắc rối hồng hoang chủ gật đầu muốn tổ chức liên minh chắc chắn tiêu tốn không ít tinh lực hiển nhiên là họ không đủ không cần chúng ta đích thân xây dựng trong loạn ma hải có một thế lực đỉnh cấp là viêm thần điện Điện chủ chính là người nắm giữ hỏa diệm tổ phù, hơn nữa Viêm Thần Điện cũng rất có sức hiệu triệu ở loạn ma hải, cộng với nay dị ma đã thành đại họa, chỉ cần hướng dẫn một chút, muốn lập liên minh không khó." Lâm Động nói. "Còn về những việc phức tạp cần làm sau khi thành lập liên minh, với bản lĩnh của Đường Tâm Lăng của Viêm Thần Điện chắc sẽ làm tốt. Đương nhiên, cũng cần mấy vị ra mặt, dù sao trong loạn ma hải cũng có một số thế lực và chủng tộc có lịch sử lâu đời. Trong loạn ma hải mạnh nhất không phải thế lực của con người mà là Hải Yêu tộc, muốn họ gia nhập liên minh không phải dễ." "Hải Yêu tộc sao, ta đi một chuyến là được." ta cũng coi như có chút quan hệ sâu xa với tiên tổ của những đại tộc hải yêu hồng hoang chủ nói hồng hoang chủ vốn là hải cự nhân tộc thuộc hải yêu tộc nếu ngài ra mặt hẳn là sẽ không khó khiến hải yêu tộc gia nhập liên minh ứng hoan hoan khẽ nói lâm động nhìn nàng cũng không nói gì chỉ gật đầu nếu vậy thì mai chúng ta đến viêm thần điện một hai tháng nay dị ma hoành hành chắc các thế lực trong loạn ma hải phải chịu thiệt thòi không ít giờ ra lời hiệu triệu chắc sẽ có hiệu quả lớn lâm động nói mọi người cũng không có ý kiến gì khác họ nhìn ứng hoan hoan và lâm động rồi cùng đi ra thanh đàn thấy vậy do dự một chút rồi cũng ra theo chớp mắt trong lầu chỉ còn hai người lâm động thấy ứng hoan hoan cúi gằm đầu không nói gì cũng lắc đầu bất lực rồi bỗng đứng phát dậy dường như định rời đi ứng hoan hoan khẽ cắn môi tay siết chặt trong lòng trào dâng một cảm giác khó chịu nhưng lâm động không đi mà đến trước mặt ứng hoan hoan đưa tay nắm lấy bàn tay mát lạnh của nàng dùng lực kép nàng vào lòng hai tay vòng quanh chiếc eo thon vùi đầu vào mái tóc dài của nàng có phải ký ức của nàng hồi phục rồi không lâm động khẽ hỏi biểu hiện của nàng hôm nay hiển nhiên là không giống thường ngày có một chút vì thế muội biết họ cũng nhớ được một số chuyện ứng hoan hoan do dự nói lâm động gật đầu chẳng trách mà nàng lại biết rõ chuyện thời vĩnh cổ như vậy huynh yên tâm giờ muội vẫn là ứng hoan hoan ứng hoan hoan mỉm cười rõ ràng nàng biết lâm động đang lo điều gì dù thế nào đi nữa cũng không được gạt ta được không lâm động gật đầu hắn ngửi mùi hương phảng phất tay ôm chặt lấy ứng hoan hoan giọng nói có phần khàn khàn ứng hoan hoan khẽ dựa vào vai lâm động hơi thở phả vào cổ hắn khẽ ừng một tiếng rồi lại nói với giọng chỉ mình nghe thấy muội cũng không muốn gạt huynh mãi lúc lâu lâm động mới rời đi ứng hoan hoan ra trước tòa lầu nhìn về mặt biển tối tăm gió thổi tung mái tóc nàng muội thật sự muốn hắn vào tổ cung khuyết đột nhiên từ phía sau có tiếng nói ứng hoan hoan quay lại thì thấy hắc ám chủ đang tự cột tay khoanh trước ngực nhìn nàng huynh ấy cần ngưng tụ thần cung ứng hoan hoan nói muốn khai khởi tổ cung khuyết ít nhất phải có sáu viễn cổ chủ mới được vì thế muội bắt buộc phải dùng đến thứ sức mạnh vẫn bị muội áp chế nhưng khi đã dùng tới muốn áp chế lại không phải dễ dàng đâu hắc ám chủ nói sức mạnh trước đây của muội đúng là rất đáng sợ nhưng nó đóng băng mọi cảm xúc của muội muội chắc chắn khi sức mạnh ấy thức tỉnh muội vẫn sẽ đối xử với hắn như bây giờ chứ ứng hoan hoan ngồi xuống trường kỳ co hai chân lại mái tóc buông xõa khiến nàng thật mỏng manh yếu đuối muội biết hết nhưng thế gian này làm gì có việc gì vẹn cả đôi đường rõ ràng ma ngục đang âm mưu gì đó muội có thể cảm nhận được thiên vương điện sắp hồi phục hoàn toàn rồi hắc ám chủ đến bên nàng khẽ thở dài ôm lấy thân thể lành lạnh của nàng trong lòng có chút xót xa từ thời viễn cổ đã vậy gánh nặng họ không thể đảm đương nổi rơi xuống đôi vai yếu đuối của nàng hắc ám chủ dường như vẫn nhớ rất nhiều năm trước lần đầu tiên gặp nàng ấy vẫn là tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu nhưng sau đó nụ cười của nàng ngày một ít dần đi đặc biệt là khi sư phụ nói người sẽ mất đi và toàn bộ sinh linh trong trời đất sẽ do nàng bảo vệ họ có thể cảm nhận được cảm xúc của nàng dần bị đông cứng chỉ vì để nắm bắt được sức mạnh ấy thật ra chúng ta cũng rất cảm ơn tiểu từ đó ít nhất thì hắn cũng có thể khiến muội vui khiến muội buồn hắc ám chủ nói việc này đừng nói cho huynh ấy biết ứng hoan hoan nói nếu không huynh ấy chắc chắn sẽ không vào tổ cung khuyết đến lúc này rồi còn nghĩ cho hắn hắc ám chủ bất lực nói ứng hoan hoan dựa vào lòng hắc ám chủ thật ra muội biết huynh ấy vẫn luôn muốn vượt qua muội vì như thế có thể đường hoàng bắt muội ở phía sau nằm mơ à hắc ám chủ cười nếu tiểu sư muội dễ vượt qua như vậy thì sư phụ sẽ giao trọng trách cho không ứng hoan hoan cũng khẽ cười thấp giọng nói muội tin huynh ấy hắc ám chủ khựng người cúi xuống nhìn ứng hoan hoan lúc này dường như nhớn môi cười đôi mắt sáng kỳ lạ huynh ấy sẽ làm được giọng nói của nàng khẽ khàng như có sự kiên định không thể nghi ngờ sáng sớm hôm sau mấy người lâm động chuẩn bị xuất phát khi ra khỏi tòa lầu thì thấy thủ lĩnh các thế lực ở thiên phong hải vực đều đợi sẵn bên ngoài thấy họ ra là tiến lại đón lâm động tiểu ca hiện nay loạn ma hải rất hỗn loạn nghe nói một số hải vực đã bị huyết tẩy mọi người đi như vậy thiên phong hải vực phải làm thế nào cổ thống hiển nhiên là bị đẩy ra đại diện đối mắt với những người cường giả đỉnh cấp kia rõ ràng họ cũng thấy vô cùng áp lực vì thế đều không dám nói thẳng với họ mà chỉ nói với lâm động lâm động thấy thế không kìm được cười xem ra những người này bị dị ma dọa cho sợ chết khiếp rồi như vậy cũng tốt cảm xúc này lan tỏa cũng có ích với việc thành lập liên minh Cổ gia chủ yên tâm, hải vực này dị ma không dám tới nữa đâu. Ngoài ra lần này bọn ta đến Viêm Thần Điện để thành lập liên minh loạn ma hải, khi liên minh được thành lập thì không phải sợ dị ma nữa." Lâm Động nói, liên minh, mọi người nghe vậy đều sáng mắt lên, thiên phong hải vực lúc này cực kỳ nguy hiểm, hiển nhiên họ không còn khả năng tự bảo vệ nữa, nếu liên minh được thì rất có lợi. Khi tin tức liên minh có, mọi người phái người đến Viêm Thần Điện, các hải vực sẽ xây dựng trận pháp dịch chuyển, một khi có nạn là có người tới cứu." Lâm Động nhìn mọi người cười, rồi phía sau có ngân quang hiện lên bọc lấy mấy người hắn lại vì thế chư vị cứ đợi tin tức đi ngân quang lan tỏa sau khi câu nói cuối cùng của lâm động dứt thì bọn họ cũng biến mất để lại những thủ lĩnh kia với con mắt ngơ ngẩn viêm thần điện trong một tòa đại điện một thân ảnh đỏ rực ngồi ở trên ghế đầu trong đại điện lúc này chật cứng người không ngừng có người ra ra vào vào tin tình báo liên tục được báo lên đường tâm lăng lúc này ngồi một cách nho nhã vì lúc này không phải dẫn binh nên chỉ mặc chiếc váy dài đỏ nhìn vô cùng mềm mại chứ không oai phong như trên chiến trường nghe tin tình báo nàng cho mày loạn ma hải gần đây rất hỗn loạn cũng đã ảnh hưởng tới viêm thần điện rồi ở hải vực của viêm thần điện cũng bị lượng lớn dị ma tấn công nhưng hiện nay thanh chỉ có mặt ở viêm thần điện nên cũng thu hút không ít cường giả tới điều này cũng tăng thêm thực lực cho viêm thần điện cộng với khả năng thống soái của nàng đám dị ma tập kích chỉ tạo được một số hỗn loạn nhỏ rồi bị chặn hết bên ngoài hải vực đương nhiên tuy chặn được nhưng việc quân sự phức tạp cũng khiến đường tâm lăng bận rộn nhiều trong đại điện đường tâm lăng không ngừng hạ lệnh rồi một số trưởng lão nhận lệnh đi người vào người ra nhưng không hề rối loạn lang trưởng lão bắc hải thành có dị ma xuất hiện theo tin tình báo thì số lượng có lẽ khoảng 500 tên do một tên dị ma tướng dẫn đầu ngươi dẫn một nghìn viêm thần vệ đi giải quyết hộ vệ bắc hải thành tùy ý ngươi điều khiển mệnh lệnh cuối cùng thốt ra từ đường tâm lăng một tấm lệnh bài đỏ rực rơi vào tay một lão giả mặc thanh y người ấy nhận rồi lập tức đi ngay vù sau khi làm hết nhiều việc như vậy đường tâm lăng thở phào hề hề tiểu đường đường đúng là lợi hại giao viêm thần điện cho con sư phụ cũng thật yên tâm trên ghế thái sư bên phải đại điện ma la cầm tách trà cười nhìn đường tâm lăng bên cạnh thanh trí cũng lắc đầu cười may mà hắn tìm được một đệ tử xuất sắc thế này nếu không e là viêm thần điện sẽ bị hắn phá nát rồi Đường Tâm Lăng liếc nhìn Ma La một cái rồi không để ý nữa. Khụ, thôi, lão Thanh, chúng ta đi đánh cờ đi. Thấy bị lườm, Ma La cười bối rối rồi gọi Thanh Chỉ. Sư phụ, lão nhân ra người quá nhàn rỗi rồi thì phải. Nếu người thấy không có việc gì làm thì con có thể giao cho. Đường Tâm Lăng lạnh lùng nói. Không phải nói là có đại sư mới bảo ta ra mặt sao? Ma La cười khan. Đường Tâm Lăng hừ một tiếng. Sau khi viêm thần điện được mở rộng thì Ma La càng ngày càng trốn việc. Ma La thấy Đường Tâm Lăng oán khí ngập rời cũng không dám chọc vào nàng, nháy mắt với Thanh Chỉ, định chuẩn là trên hết. Thanh Chỉ thấy thế cười, vừa đứng dậy thì thần sắc đột nhiên thay đổi, cười. Thôi, hôm nay viêm thần điện có khách quý đến, ngươi ngoan ngoãn tiếp khách đi. Khách quý, nghe thế Ma La và Đường Tâm lăng khựng người. Khi Thanh Chỉ vừa dứt lời thì bên trong viêm thần điện đột nhiên không gian biến dạng, ngân quang lan tỏa, đến khi tan đi thì một vài thân ảnh xuất hiện. Người thanh niên nhìn Ma La cười, ngươi, Lâm, Ma La giữ người, còn chưa nói xong thì Đường Tâm lăng đã mừng rỡ lên tiếng, Lâm động. Thanh Chỉ tiền bối, Ma La tiền bối, Tâm lăng cô nương, lâu rồi không gặp. Lâm động nhìn ba người, ôm quyền cười nói, Thanh Chỉ và Mala cười rồi ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn về mấy người viêm chủ. Nếu ta không nhầm thì mấy vị đây là viễn cổ chủ trong truyền thuyết. Thanh Chỉ cười, tuy ở thời viễn cổ ngài căn bản không có tư cách nói chuyện với mấy người viêm chủ nhưng rõ ràng cũng có chút quen thuộc. Khí tức này ngoài mấy vị ấy ra thì chẳng còn ai nữa. Viễn cổ chủ. Mala giật mình, ngài hiện nay cũng coi như bước vào luân hồi cảnh nhưng vẫn không cảm giác được thực lực của mấy người đó. Ngài chẹp miệng, không hổ là đệ tử chân truyền của phù tổ đại nhân. Mấy người viêm chủ cười với hai người thanh trí, thái độ rất hòa nhã, không kiểu khinh khỉnh bề trên tiểu tử ngươi cũng luân hồi cảnh rồi ma la đột nhiên chú ý tới lâm động sắc mặt thay đổi ngạc nhiên kêu lên mới đột phá cách đây không lâu lâm động mỉm cười chẹp chẹp vẫn biến thái như thế ma la chép miệng ngài tu luyện nhiều năm như vậy mới lên luân hồi cảnh không ngờ lâm động hồi đó rời đi mới là từ huyền cảnh mà giờ đã đạt đến mức này ngươi đừng so sánh với hắn sẽ tự ti đấy thanh trí cười ngài nhìn lâm động rồi gật gù xem ra ngươi đã có được long cốt hồng hoang rồi cũng nhờ thanh trí tiền bối giới thiệu lâm động cười nếu không phải thanh trị bảo hắn đến long tộc thì khó lòng có được đó đều là bản lĩnh của ngươi long cốt hồng hoang ta cũng nhắm lâu rồi nhưng đáng tiếc không thành công thanh trị lắc đầu lâm động cười giờ hắn có thể cảm giác được thực lực của thanh trị. có lẽ là luân hồi cảnh vượt qua hai lần luân hồi kiếp cường hãn hơn lần mới gặp nhiều xem ra thời gian ua thanh trị cũng tiến bộ không ít lâm động ngươi thật sự là luân hồi cảnh rồi à đường tâm lăng xuống khỏi ghế đến trước mặt lâm động nhìn hắn trên dưới với vẻ mặt ngạc nhiên ứng hoan hoan ở bên cạnh nhìn đường tâm lăng rồi nửa cười nửa không nhìn lâm động lâm động nhận ra ánh mắt ấy không kìm được cười khan, gật đầu với Đường Tâm Lăng rồi giới thiệu mọi người. Ha ha, không biết chư vị đại giá Viêm Thần Điện có việc gì. Ma La tò mò hỏi. Có lẽ là vì việc dị ma náo loạn loạn ma hải gần đây. Đường Tâm Lăng cười, nàng nhìn Lâm Động. Nếu ta không nhầm thì chắc mọi người định bảo Viêm Thần Điện hiệu triệu các thế lực trong loạn ma hải liên hợp lại đối phó dị ma đúng không? Thông minh, Lâm Động bật ngón tay cái. Đám dị ma đó quá lợi hại, một thế lực căn bản không thể ngăn chặn. Nếu cứ để chúng hoành hành thì sẽ khiến loạn ma hải tổn thất nghiêm trọng vì thế bọn ta muốn viêm thần điện hiệu triệu liên minh chặn đứng dị ma liên minh ma khựng người rồi xoa so cảm nói viêm thần điện tuy có sức hiệu triệu nhưng cũng không phải ai cũng phục ở loạn ma hải không ít thế lực ngang ngược khác ha ha những thế lực ấy sẽ có họ giúp thuyết phục lâm động chỉ mấy người viêm chủ mala do dự một chút rồi nhìn đường tâm lăng ngươi hỏi nha đầu này đi giờ nó là điện chủ viêm thần điện lâm động không nói được gì công lực đẩy việc của người này càng ngày càng lợi hại ngay vị trí điện chủ cũng giao luôn cho đường tâm lăng rồi lâm động nhìn đường tâm lăng nàng cũng đang nhìn hắn ánh mắt của nàng khiến hắn chột dạ rồi cười nói tâm lăng cô nương thấy sao nếu liên minh thì đúng là sẽ ngăn được sự động loạn trong loạn ma hải nhưng dường như viêm thần điện ta không có lợi ích gì cả giờ bọn ta vẫn phòng thủ được đường tâm lăng chống cằm mỉm cười nói lâm động ngạc nhiên lúc này vẫn nghĩ chuyện cho nhà mình dường như không thỏa đáng lắm với sự nhanh nhạy của đường tâm lăng không thể nào lại không biết cứ để dị ma hoành hành thì sẽ tạo nên tai họa lớn chứ đường cô nương nói đùa với huynh thôi ứng hoan hoan nói lâm động nghe thế mới nhận ra sự đùa cợt của đường tâm lăng không khỏi lắc đầu bất lực Muội hiểu ta vậy sao?" Đường Tâm Lăng nhìn Lâm Động rồi chuyển sang Ứng Hoan Hoan, đưa tay ra, dường như rất tùy ý cười nói, "Muội là Ứng Hoan Hoan đúng không? Nghe Lâm Động nhắc đến muội lâu rồi, có một lần ta còn hỏi ta và muội ai sinh hơn." Lâm Động lập tức cứng đờ người, sững sờ nhìn Đường Tâm Lăng lúc này có phần gian xảo, "Ồ, Ứng Hoan Hoan cũng cười, "Vậy huynh ấy nói thế nào?" Trong đại diện, hai thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười nhìn nhau, cảnh tượng vốn sẽ khiến người ta thấy thoải mái trong lòng, nhưng Lâm Động thì chán toát mồ hôi lạnh, rõ ràng là không hiểu cục thế lúc này là thế nào. Mọi người thấy vậy, trước tiên hơi sững người rồi thấy thích thú đặc biệt là mấy người hắc ám chủ thì ánh mắt càng đặc biệt nhìn ứng hoan hoan hẳn là đang hứng thú với phản ứng của nàng cụ lâm động háng giọng lúc này phải thể hiện chút uy nghiêm của nam nhân mới được hắn đứng vào giữa hai người rồi nhìn đường tâm lăng bất lực nói ta nhớ là chưa bao giờ nói câu đó cả vậy sao đường tâm lăng chớp mắt môi khẽ nhớn lên vẻ không quan tâm vậy chắc muội nhớ nhầm lâm động không nói được gì nữ nhân ấy mà thật đáng sợ đi đường tâm lăng cười nhìn ứng hoan hoan muội không để bụng chứ ứng hoan hoan khẽ lắc đầu cười đồng thời cũng phóng tới lâm động ánh mắt đầy hàn ý nàng cũng coi như đã lĩnh giáo được cái phúc của lâm động khi lịch luyện ở loạn ma hải rồi được rồi được rồi nói chính sự đi lâm động bất lực rồi đành nghiêm mặt nói lúc này hai cô gái thu nụ cười về hiện tại đúng là chỉ còn cách liên minh đường tâm lăng gật đầu theo thông tin bọn ta nhận được hiện nay trong loạn ma hải đã có một vài hải vực bị dị ma huyết tẩy không ít thế lực yếu đã bắt đầu rút về những hải vực lớn nếu lúc này chúng ta hiệu triệu liên minh kháng ma thì hiệu quả sẽ khá tốt nhưng đến lúc đó lượng lớn người đến đây sẽ khiến quy mô liên minh rất lớn liệu có hoạt động được không cũng là việc khó nắm bắt chứ chưa nói tới chống lại dị ma lâm động cũng gật đầu không biết lúc nào cũng nhiều người là tốt tình hình này vạn nhất tất cả dồn về khống chế không tốt sẽ càng chết dở hơn tuy hắn đã lập nên tứ tượng cung ở yêu vực nhưng hắn cũng biết so với liên minh trình thể ở loạn ma hải thì chỉ quá nhỏ bé hơn nữa chỉ tứ tượng cung cũng khiến hắn kiệt sức nếu bắt hắn tạo nên liên minh loạn ma hải nữa thì có giết chết hắn cũng không xong nổi tuy rất rắc rối nhưng với năng lực của tâm lăng cô nương hẳn là không khó lâm động cười hắn cũng không phải thằng ngốc việc rõ ràng không làm được đương nhiên sẽ không vơ vào người mà ở đây lại có ứng cử viên hoàn hảo rồi ta đã rất bận rồi ngươi đừng nhét thêm việc cho ta nữa có được không đường tâm lăng trợn mắt thấy vẻ mặt của lâm động rồi lại thở dài bất lực vừa tới đã đem đến phiền phức lớn cho ta liên minh này còn cần một số đại thế lực thực sự ở loạn ma hải gia nhập để tạo thanh thế thế lực con người không thể thiếu được vạn hải thiên cung họ là thế lực lâu đời trong loạn ma hải thanh danh rất lớn còn hải yêu tộc thì không thể thiếu bất tử thánh kình tộc mọi người có lôi kéo được hai thế lực này không đường tâm lăng nhìn mấy người lâm động vạn hải thiên cung à người sáng lập có phải vạn hải lão nhân giờ còn sống không viên chủ nghĩ rồi hỏi ừm nhưng vạn hải lão nhân nhiều năm trước đã vì không vượt qua được luân hồi kiếp tầng 2 mà qua đời trưởng giáo hiện nay là tôn tử của ngài thực lực có lẽ là luân hồi kiếp một tầng cũng là một trong cường giả đỉnh cao trong loạn ma hải có lẽ không vấn đề gì vạn hải lão nhân từng nhận chỉ điểm của ta viên chủ cười vừa dứt lời thì lâm động cũng giữ người rồi lắc đầu bất lực mấy lão đồ cổ này đúng là không thể coi thường được bất tử thánh kình tộc thì để ta hồng hoang chủ cười trong hải yêu tộc ngài cũng coi như nhân vật truyền kỳ vì bản thân ngài cũng là một thành viên trong hải yêu tộc muốn thuyết phục cũng không khó nếu vậy ngày mai chúng ta sẽ phát bố tin về liên minh ta nghĩ có lẽ rất nhanh các thế lực sẽ phái người đến thôi đường tâm lăng gật đầu được mọi người cùng gật đầu đại sự chấn động cả loạn ma hải đã được quyết định sau đó cả viêm thần điện trở bên bận rộn vô số người bay đi bắt đầu truyền bá tin tức với tốc độ này có lẽ hai ba ngày sau là viêm thần điện sẽ trở thành nơi tấp nập nhất tuy có chuẩn bị nhưng chấn động mà liên minh này tạo ra cũng ngoài dự đoán của lâm động chỉ trong hai ngày là phản hồi về viêm thần điện tiếp đó viêm thần điện bắt đầu bị vô số cường giả từ khắp các nơi nhấn chìm trận thế này còn ác liệt hơn cả lần tỉ thí tranh giành lôi đình tổ phù trên một tòa lầu lâm động nhìn những nhân ảnh như thiêu thân lao vào thành cũng không kìm được thở dài không hổ là loạn ma hải diện tích loạn ma hải tính ra vượt qua cả yêu vực và tứ đại huyền vực các thế lực lớn nhỏ ở đây cũng khó lòng kể hết được bình thường có lẽ không cảm thấy gì nhưng gặp tình huống đặc biệt thì số lượng khủng bố này sẽ được thể hiện Cục thế loạn ma hải hiện nay rất nguy hiểm, dù sao sự cạnh tranh ở đây vốn rất kịch liệt, nếu không phải nằm trong hoàn cảnh hết sự lựa chọn chỉ có lẽ chẳng ai muốn liên minh. Chúng ta cũng đi thôi. Ở phía sau, ứng hoan hoa nói, viên thần điện tuy cũng là thế lực đỉnh cao của loạn ma hải nhưng dù sao cũng không thể khiến tất cả thần phục, muốn hoàn thành liên minh vẫn cần họ tọa chấn, chấn nhiếp. Lâm động gật đầu, rồi vung tay lên, ngân quang bọc lấy hai người, khi xuất hiện lại thì đã ở trước một khu quảng trường khổng lồ trong đó có thể thấy biển người mênh mông khí tức của ai cũng khá kinh người rõ ràng phần lớn người đến đây đều là đại biểu có thực lực của thế lực các phương đúng là long trọng thật lâm động mỉm cười định đi vào thì đột nhiên có giọng nói trong trẻo từ phía sau vọng lại lâm động đại ca lâm động khựng người quay lại thì thấy một thân ảnh màu trắng từ xa chạy tới cuối cùng lao vào lòng hắn khiến thân thể hắn rung lên lâm động vội vàng đỡ lấy người đó nhìn xuống thì gặp gương mặt đáng yêu linh san lâm động ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trong lòng đó là mộ linh san mà hắn gặp ở loạn ma hải hồi đó chỉ có điều hồi đó cô bé còn có hai cái bím tóc giờ đã thành túm tóc đuôi ngựa rồi dáng vẻ cũng nhanh nhẹn hoạt bát không còn sự non nớt trước kia hi hi lâm động đại ca quả nhiên là huynh mộ linh san cười kéo kéo lâm động sao muội lại ở đây lâm động cũng mừng khi gặp cô bé hắn vuốt đuôi tóc cô bé trong lòng cảm thán cô bé năm đó đã lớn rồi muội đến cùng ra ra bọn họ mộ linh san chỉ về phía sau chỉ thấy ở đó có hai người một người cao giáo anh tuấn là ra ra của mộ linh san mộ lam mộ lam tiền bối lâm động ôm quyền cười nói năm đó mộ lam từng giúp hắn không ít trong lòng hắn vẫn luôn biết ơn. Ha ha, Lâm Động, thực lực của ngươi bây giờ đến ta cũng không bằng, tiếng tiền bối này ta không nhận được đâu. Mộ Lam cười bước tiến lại, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần chấn động. Lần đó khi chia tay, Lâm Động mới chỉ là tử huyền cảnh, vậy mà giờ đến ngài cũng thấy áp lực. Đây là đại ca ta, Mộ Thiên. Bái kiến Mộ Thiên tiền bối. Lâm Động ôm quyền, hẳn vị lão nhân này chính là đại gia gia của Mộ Linh San, sức mạnh tỏa ra từ người đó khiến Lâm Động kinh ngạc, xem ra lão nhân này cũng là cường giả vượt qua một tầng luân hồi kiếp. Ha ha, ngươi chính là Lâm Động tiểu hữu à, nha đầu nhà ta về thường xuyên nhắc đến ngươi tai lão phu đóng cánh cả rồi mộ thiên cười lâm động vỗ đầu mộ linh san mộ thiên tiền bối cũng tham gia đại hội liên minh ừm hồng hoang tiền bối đích thân tới nói bất tử thánh kình tộc đâu dám không nể mặt mộ thiên gật đầu cười nếu vậy mời vào bên trong đã thấy chỗ này cũng không phải nơi nói chuyện lâm động cười dẫn mọi người vào trong vào tới trong hắn quét mắt nhìn chỉ thấy vô số cường giả tụ tập đông ngút tầm mắt khi tức ngưng tụ trên bầu trời thậm chí đánh bật hết cả tầng mây mộ thiên tiền bối mời ngồi rất nhanh có người của viêm thần điện đến chỉ dẫn cho họ ba người mộ thiên ngồi ở vị trí đầu tiên trong quảng trường ở đây thực lực là nhất ngồi ở hàng đầu đều là những cường giả đỉnh cao của loạn ma hải uy danh hiển hách phía trước nữa chỉ có một vài ghế ngồi lúc này là mấy người viêm chủ đang nhắm mắt ngồi đó những ánh mắt nhìn về phía họ đều đầy sự cuồng nhiệt đi thôi ứng hoan hoan tiến về vị trí trung tâm gây chú ý nhất tay còn kéo lâm động khụ ta đi bên cạnh được rồi lâm động ho một tiếng rồi nói thế nhưng ứng hoan hoan mặc kệ cứ thế kéo lâm động tới vị trí đó rồi ép hắn ngồi xuống Hàng ghế đầu tiên coi như là nơi đáng chú ý nhất hội trường, thậm chí những người như Mộ Thiên còn không có tư cách ngồi vào. Vậy mà gương mặt lạ hoắc là Lâm Động lại ngồi, thật sự đã thu hút vô số ánh mắt, rồi tiếng xì xầm bắt đầu vang lên. Tiểu tử đó là ai, bắt chủ Viễn Cổ có người này à? Nhìn có chút quen mắt. À, hình như là tên từng đấu ở Viêm Thần Điện, tên Lâm Động thì phải. Là tên tiểu bối đó à, thật không ra thể thống gì, sao dám ngồi chỗ đó? Viêm chủ bọn họ cũng mở mắt, ánh mắt mang ý cười nhìn Lâm Động, hẳn là đang muốn xem hắn làm thế nào. Lâm Động cảm nhận được những ánh mắt ấy, rồi nghe tiếng xì sầm nhưng cũng không tức giận chỉ mỉm cười tay khẽ vỗ lên mặt bàn rồi một luồng khí tức khủng khiếp tỏa ra bao trùm cả hội trường tất cả tiếng xì sầm lập tức ngưng bặt thậm chí những cường giả như mộ thiên ánh mắt cũng đầy chấn kinh người thanh niên này không đơn giản họ nhìn nhau đều nhận ra ý tứ đó trong mắt đối phương sự nghi ngờ trong lòng cũng thu dần về hội trường chật ních những cường giả đỉnh cao của loạn ma hải sau khi lâm động bạo phát khí tức thì lập tức trở nên yên lặng không ít người ánh mắt trở nên ngưng trọng ánh mắt nhìn lâm động không còn nghi ngờ gì nữa những người đến được đây phần lớn đều có danh tiếng Thực lực đương nhiên cũng không vừa, vì thế qua luồng khí tức ấy cũng đoán được thực lực Lâm Động, mức độ đó chắc chắn đã bước vào luân hồi cảnh. Đương nhiên, về sự mạnh yếu thì chỉ những cường giả đỉnh cao mới nhận ra, họ cũng là người đã vượt qua luân hồi kiếp một lần, nhưng vẫn cảm thấy có sự nguy hiểm từ luồng khí tức của Lâm Động, điều đó cho họ hiểu rằng, người thanh niên kia tuy nhìn chỉ là luân hồi cảnh bình thường nhưng nếu thật sự động thủ thì họ căn bản không phải đối thủ của hắn. Lâm Động tiểu hữu lợi hại thật. Mộ Thiên vuốt râu, nói với Mộ Lam ở bên cạnh, rất khủng bố. Mộ Lam gật đầu cảm thán: ngài thực sự không thể liên hệ được người thanh niên yếu ớt năm đó và người đứng trước rất nhiều cường giả loạn ma hải mà khí độ vẫn trầm ổn này. Đương nhiên rồi, Lâm Động đại ca chắc chắn còn lợi hại hơn đại gia gia. Mộ Linh San tự hào nói. Mộ Thiên thấy Mộ Linh San như vậy cũng chỉ lắc đầu cười, rồi quay sang cười với một lão nhân mặc lam bào ở cách đó không xa. Đó là cung chủ của Vạn Hải Thiên Cung, Vạn Huyền, không ngờ ngài cũng đến. Quy mô của đại hội này thật khủng bố. Mộ Thiên nhìn quanh rồi nhận ra có đến 7, 8 phần cường giả đỉnh cao của loạn ma hải đều có mặt. Tình huống này dường như là lần đầu thấy ở loạn ma hải nghìn năm nay cục thế loạn ma hải hiện nay rất rối ren dị ma hoành hành bất tử thánh kình tộc chúng ta tạm thời tránh né được nhưng cũng không phải kế lâu dài mộ lam nói đúng vậy mộ thiên gật gù rồi nhìn về vô số cường giả trong hội trường ngay ngài trong lòng cũng trào dâng hào tình nếu thành lập được liên minh thì việc gì phải sợ đám dị ma kia nữa vòng mặt trời nóng rực treo trên cao một tiếng chuông vang lên trong hội trường không khí bắt đầu yên lặng mọi ánh mắt nhìn vào trong một thân ảnh mặc y phục đỏ kiều diễm đang đứng đó chính là đường tâm lăng của viêm thần điện chư vị hẳn là mọi người đều đã biết lý do viêm thần điện triệu tập đại hội này Nay dị ma đang hoành hành, trận đại chiến vĩnh cổ đã manh nha, sức mạnh của dị ma có lẽ không ít người đã được lĩnh giáo. Đường Tâm Lăng nhìn quanh, giọng nói trong trẻo vang khắp hội trường. Theo tin tình báo Viêm Thần Điện có được, loạn ma hải hiện đã có 8 hải vực bị dị ma huyết tẩy, trong đó có 120 thế lực bị tiêu diệt. Những nơi chúng đi qua, xác chất đầy đường, máu chảy thành sông. Ta nghĩ, căn bản không có một thế lực đơn lẻ nào có thể chống lại chúng. Mọi người không ai nói câu nào, sắc mặt ai cũng nặng nề, rõ ràng họ cũng đã phải trả giá không nhỏ khi bị dị ma tấn công. Không biết Đường cô nương nghĩ sao? một lão nhân mặc lam bào trầm ngâm nói nói khó cũng không khó đơn giản mà nói chẳng qua là chúng ta hãy liên minh để chiến đấu đường tâm lăng cười rồi nói tiếp viên thần điện nhận được ủy thác của năm vị viễn cổ chủ mời chư vị lập liên minh cùng chống lại dị ma trong hội trường phát ra những tiếng ồn ào không ít người khi đến đã đoán được chút gì đó nhưng khi tận tay nghe thấy vẫn có chút bất ngờ kiểu siêu cấp liên minh bao gồm cả loạn ma hải thế này đúng là trước giờ chưa từng có một số người đã có ý nhưng tạm thời không nói gì tuy giờ đang bị dị ma chèn ép thê thảm nhưng thế lực hiện nay cũng là khó khăn vất vả lắm mới gây dựng nên được nếu thành lập liên minh thì không phải sẽ mất quyền kiểm soát sao chư vị liên minh ở đây chỉ là về việc chống lại dị ma khi liên minh hình thành sẽ cùng tiến thủ để phòng tránh chuyên quyền chúng ta có thể tiến cử một số thế lực có danh tiếng lập thành quyết nghị đoàn đại sự của liên minh đều phải thông qua quyết nghị đoàn ngoài ra có vị trí nguyên lão do năm vị viễn cổ chủ và lâm động đảm nhiệm chịu trách nhiệm theo dõi đốc thúc đến lúc đó thế lực các phương phái tinh nhuệ lập nên đội quân trừ ma không gian tổ phù cũng sẽ ra tay thiết lập các trận pháp dịch chuyển ở mỗi hải vực lớn chỉ cần bất cứ hải vực nào bị công kích thì trừ ma quân sẽ lập tức đến. Đường Tâm Lăng đứng hiên ngang, giọng nói trong trẻo vang lên, việc vận hành liên minh vốn rất phức tạp giờ trong tay nàng không hề rối loạn, quyền lợi cũng được phân hóa, cắt đứt suy nghĩ nghi ngờ Viêm Thần Điện muốn nắm toàn quyền. Toàn hội trường lặng như tờ, trong lòng không ít người đã dao động, nếu liên minh như vậy không phải là không được, cũng không ai phản đối năm viễn cổ ngồi vào vị trí nguyên lão, chỉ là ánh mắt họ nhìn Lâm Động có phần kỳ lạ. Dù sao thì những cường giả như Mộ Thiên còn không có tư cách làm nguyên lão, vậy mà Lâm Động với độ tuổi như thế lại vào được, thật khiến người ta kinh ngạc lâm động nghe đường tâm lăng nói cũng gật gù mấy người viêm chủ ánh mắt cũng có phần tán thưởng khả năng thông soái của đường tâm lăng quả nhiên lợi hại hẳn là khi liên minh được hình thành với năng lực của nàng loạn ma hải sẽ có sức mạnh vô cùng khủng bố chư vị bọn ta đều tán thành mọi người nghĩ sao viêm chủ lên tiếng giọng nói trầm thấp của ngài khiến hội trường yên tĩnh lại trước kia bọn ta đã từng ra đấu với dị ma có lẽ sự rối ren hiện nay ở loạn ma hải chỉ là đợt sóng đầu tiên dị ma rất nhanh thôi sẽ tràn ngập cả trời đất đến lúc đó đại chiến thiên địa lần thứ hai sẽ chính thức mở màn tổ ma lật thì chứng bên trong liệu có còn nguyên vẹn lúc này mà không liên minh thì chắc chắn vô số sinh linh trong trời đất này sẽ bị tiêu diệt nghe viêm chủ nói vô số người đều thoát tim lại một cảm giác bất an trào dâng nếu thật sự đại chiến thiên địa nổ ra thì chẳng ai thoát được ngoài ra để nâng cao khả năng phòng ngự với dị ma bọn ta sẽ khai khởi tổ cung khuyết ma sư phụ để lại để những cường giả chuyển luân cảnh vào đó nếu có cơ duyên thì sẽ đột phá luân hồi cảnh câu nói này của viêm chủ lập tức khiến cả hội trường bùng nổ rất nhiều cường giả đang dừng ở chuyển luân cảnh đứng phát dậy ánh mắt đầy cùng nhiệt nhìn viêm chủ không khí trong hội trường đã lên đến đỉnh điểm điều này quả nhiên có sức dụ hoặc quá lớn với họ viêm chủ đại nhân nói không sai vạn hải thiên cung bọn ta đồng ý liên minh lão nhân mặc lam bảo thấy thời cơ đã tới đứng dậy trước tiên ôm quyền nói bất tử thánh kinh tộc ta cũng đồng ý liên minh cùng chống lại dị ma mộ thiên cũng đứng dậy trầm giọng nói thiên hải nhai đồng ý liên minh lại một cường giả đỉnh cấp của loạn ma hải đứng dậy hải kiếm các đồng ý bọn ta cũng đồng ý liên minh lần lượt vô số người đứng dậy tiếng nói dồn rập vang lên Cuối cùng hội tụ lại tạo nên một luồng chiến ý lẫm liệt, Lâm Động thấy thế bất giác thở ra một hơi, việc liên minh này có mấy người viên chủ bọn họ tọa chấn, cộng với áp lực từ dị ma đúng là cũng không tốn mấy sức đã thành công, nhưng muốn phát huy tốt nhất sức mạnh của liên minh thì phải xem Đường Tâm Lăng rồi, liên minh đã được thành lập, tiếp theo là những chuyện phức tạp khác, nhưng hiển nhiên may mắn là không cần Lâm Động bận tâm, những việc này rơi lên vai Đường Tâm Lăng, nàng cũng thể hiện được năng lực đáng kinh ngạc, chỉ trong năm ngày liên minh đã sơ bộ đi vào hoạt động trong mấy ngày này lâm động và mấy người không gian chủ cùng ra tay đến các hải vực lớn thiết lập trận pháp chuyển dịch nối liền các nơi với nhau chỉ cần đại quân trừ ma được triệu tập xong là cs thể thật sự chống được sự ngang ngược của dị ma công việc cường độ cao thế này khiến lâm động dù đã là lân hồi cảnh nhưng vẫn rất mệt đến khi về viêm thần điện thì sắc mặt đã hơi tái trong đại điện đường tâm lăng đang bận rộn việc liên minh thấy lâm động thì cười đích thân mang trà đến ngươi vất vả rồi đem đến cho quân nương phiền phức lớn như vậy vất vả chút này có là gì đâu lâm động nhận lấy tách trà lắc đầu nói đây không coi là phiền phức việc này không phải của mình ngươi loạn ma hoành hành ở loạn ma hải sớm muộn gì cũng sẽ động tới viêm thần điện đường tâm lang cười chỉ là ngươi không phải viễn cổ chủ mà lo những việc này ta không có được đại nghĩa như họ lâm động cười khổ đúng là họ khiến người ta kính phục nhưng ngươi cũng không kém đường tâm lang cười nàng lúc này không có khí chất hào hùng như bình thường mà trở nên dịu dàng hơn nhiều đúng rồi tâm thanh thế nào rồi ngươi không bắt nạt muội ấy chứ đường tâm lang đột nhiên nhớ ra tâm thanh cùng lâm động đến yêu vực lâm động lắc đầu bất lực rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện không ngờ nha đầu này có được cơ ngộ như thế đến khi nó xuất quan chắc xuất cử đường tâm lăng ngạc nhiên nói lâm động gật đầu cười định nói thì không gian đại điện có dao động rồi không gian chủ viêm chủ và ứng hoan hoan xuất hiện trận pháp dịch chuyển cơ bản đã xong không gian chủ nhìn hai người cười nói làm phiền các vị rồi đường tâm lăng nói ứng hoan hoan nho nhã ngồi xuống ghế cầm tách trà lên trầm mặc một chút rồi nhìn lâm động nói ngày mai chúng ta sẽ khai khởi tổ cung khuyết lâm động cảm thấy không khí trong đại điện đột nhiên lặng xuống lại nhìn ứng hoan hoan đang khẽ cười trong lòng thấy gợn gợn nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!